Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con máy đọc thẻ thông minh này, máy đọc thẻ thông minh nhá. Em báo giá luôn, bên em đang gửi bác là 60.000 một cái bộ máy đọc thẻ như này. Đấy, 60k thôi, giá rất hạt rẻ nhá, giá tốt nhất thị trường luôn. Cái này thì nó sẽ gồm có rất nhiều nội dung. Đây. Đấy, sẽ gồm có rất nhiều nội dung này. Đấy, thẻ động vật này, thẻ giao thông, thẻ đồ vật này, đồ ăn quả này, hoa quả, rau củ này, trang phục thiên nhiên, màu sắc, nhân vật, nghề nghiệp, hình dạng này. Đấy, cực kỳ nhiều nội dung khác nhau luôn. Rất là hay. Đấy, giúp bé tăng khả năng nghe và nhận biết này, song ngữ cả Anh cả Việt luôn nhá. Cái này nó có cả là tiếng Anh cả tiếng Việt luôn. Cái này thấy hay lắm. Đấy, mà cũng nhiều bác hỏi này. Đấy thì em nhập về bán cho bác này. Đây. Nó sẽ gồm có một con máy và đi kèm cho bác là một cái hộp thẻ nha. Một hộp thẻ này nhá. Một hộp thẻ là 112 thẻ, 224 từ vựng này. Đấy là cả tiếng Anh tiếng Việt nhá. Cái con này hay của cái sản phẩm này là nó sạc pin ạ, sạc pin. Đấy là nó sạc pin. Thì nó nguồn sử dụng cái nguồn là nguồn DC 5V nhá, là nó có tích hợp sẵn pin ở đây rồi. Thì khi mà hết pin thì các bác lại cắm vô đây. Đấy, cắm vào đây này, sau đó là cái chân còn lại thì các bác cắm vào cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy. Đấy, xem có cục nguồn 5V ấy là các bác cắm sạc cho cái máy này là ok thôi. Đấy, rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Và đây thì nó sẽ có cái nút nguồn on off này, thì các bác giữ lì cho. Đấy, bắt đầu lên nhạc. Các bạn nhỏ, chúng mình bắt đầu nào. Đấy, thấy không, nó lên nhạc là bắt đầu là ok nhá. Đấy, bắt đầu là các bác dạy cho cháu là mở cái này ra, sau đó là các cháu là rút thẻ ra này. Đấy, thì rút thẻ ra, lấy thẻ nào thì cho thẻ đấy vào. Đấy, ví dụ như là em lấy một cái thẻ bất kỳ này, ví dụ như là bố này, mặt sau thì sẽ có là mẹ này, cái một thẻ này có hai mặt luôn nhá. Đấy, các bác cho vào này. Bố. Father. Đấy, thấy không, nó có cả tiếng Anh tiếng Việt luôn, là nó phiên dịch ở đây luôn. Đây, em cho lại một lần nữa nhá. Bố. Father. Đấy, và đây em cho là mẹ này, em quay lại thẻ mặt sau này. Mẹ. Mother. Đấy, thấy không, rất ok nhá. Đây, em cho lại một lần nữa nhá, em quay cái mặt sau cái loa, các bác nghe mẹ. Rõ. Mother. Đấy, thấy không, cái loa của nó là mặt sau, rất ok, cái loa nó nghe vừa đủ nhá. Đấy. Đây, cho lại một lần nữa này. Đây. Bố. Father. Đấy, rất ok nhá. Đấy thì các bác cứ lấy thẻ bất kỳ ra đây, ví dụ như em lấy một cái thẻ nữa này. Đấy, ví dụ như là cái này là trái cây, cái này quả nho này. Đấy, em cho đây nhá, quả nho này. Quả nho. Đấy. Great. Đấy, quả nho có cả tiếng Anh tiếng Việt luôn nhá. Tiếng Việt nó sẽ đọc trước, tiếng Anh đọc sau. Quả chanh. Lemon. Đấy, quả chanh lemon. Đấy, ok luôn nhá. Đấy, quay lại mặt kia này. Quả nho. Đó, quay lại mặt nữa này. Quả chanh. Quả chanh. Lemon. Đó, rất ok, là có cả tiếng Anh tiếng Việt luôn. Và các bác muốn gì? Muốn tắt thì các bác giữ lì đi, muốn bật thì các bác cũng giữ lì cái nút on off này. Đấy, còn lại thì đây, nó còn có cả nhạc đây này. Đấy, các bác giữ lì vào cái nút này sẽ còn nhạc này. Đấy, có cả nhạc nhé, các thứ đầy đủ luôn các nhá. Đấy, có cả nhạc luôn. Còn các bác giữ lì cái nút on off này nó sẽ tắt đi. Chúng mình tạm dừng nhé, tạm biệt. Đấy, các bác giữ lì nó sẽ có nút tạm biệt này, là khi mà tắt đi, còn nếu mà các bác bật lên này. Đấy, nó sẽ chào kêu. Các bạn nhỏ, chúng mình bắt đầu nào. Đấy, nó sẽ có xin chào các bạn nhỏ, chúng mình bắt đầu nào. Đấy, rất hay nhá. Đấy, một con sản phẩm máy đọc thẻ rất thông minh luôn. Mua về cho các cháu nhà mình sử dụng học tập này. Đấy, nhận biết chữ cái này, rồi là cái này một cái nội dung rất hay là nó có cả hình này, cả hình cả chữ này. Đấy, phiên âm cả tiếng Anh này, cả tiếng Việt ở đây luôn. Rồi là có cả ấy luôn, có cả gì luôn nhá, có cả âm thanh luôn, rất là sống động để các cháu dễ tiếp thu. Đấy, tránh xa điện thoại, tivi, internet đây. Đấy, các cháu tập trung vào học hành này. Đấy, thì các bác mua trong cái máy đọc thẻ này về. Đấy, thư mục này, động vật, phương tiện, đồ dùng hàng ngày này, thực phẩm, rau củ, trái cây, gia đình, màu sắc, hình dạng, công việc, trang phục tự nhiên. Đấy, nói chung là nó tóm gọn trong một cái hộp thẻ này là đầy đủ luôn, nghĩa là như kiểu là 1 vạn câu hỏi vì sao đâu nhá, đầy đủ hết luôn. Đấy, không thiếu cái gì cả. Đấy, giữ lì đây, cho nó tắt đi đỡ tốn pin này. Chúng mình tạm dừng nhé. Đấy, lúc nào dùng xong là các bác nhớ tắt đi cho đỡ tốn pin. Đấy, và lúc nào hết pin thì các bác lại lôi ra các bác cắm sạc nhá. Con này của nó là cắm sạc. Đấy, nên là các bác không cần phải thay pin hay biết gì. Pin nó có sẵn rồi. Về là các bác chỉ việc là các cháu thì mình dùng xong rồi các bác sạc cho các cháu. Đấy, và khi mà hết pin thì đầy pin thì mình lôi ra dùng. Còn lúc nào hết pin thì lôi vào cắm sạc có thế thôi. Đấy thì lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái con máy đọc thẻ thông minh nhá, máy đọc thẻ thông minh. Hiện tại em đang gửi bác giá chỉ có 60.000 thôi, 60.000 cho một cái bộ máy đọc thẻ thông minh nha. Đấy, 60k bộ nhá, dùng rất hay luôn, máy đọc thẻ thông minh nhá. Bộ kiềng chắn gió bếp ga nhá, chắn gió là chắn ga nó bị mất này. Đấy, thì bác mua cho em cái bộ này về
kiềng chắn gió bếp ga bên em đang bán bác là 30.000 cho một cái kiềng chắn gió bếp ga này. Cái này thì nó gồm rất nhiều những khe rãnh nhá. Tại sao nó nhiều cái khe rãnh mà nó lại bố trí khác nhau này? Đấy, để nó phù hợp hầu như là tất cả các loại bếp ga trên thị trường bây giờ. Đấy, từ bếp các loại bếp nọ bếp kia là nhiều hãng nó khác nhau. Đấy, nên nó bố trí nhiều những cái khe kẽ này. Đấy, để cho nó phù hợp với tất cả các loại bếp khác nhau nhá. Giá của nó chỉ có 30.000 thôi. Đấy, chất liệu nó bằng tấm lá thép kim loại nhá. Đấy thì cái công dụng của sản phẩm này khi mà các bác để vào ấy thì nó sẽ chắn được cái gió này. Đấy, khi mà gió nó lùa vào thì nó hay bị tạt ga. Đấy thì đun các bác đun rất là lâu sôi. Rồi là các bác trụm cái phần ga nó vào ấy thì cái luồng nhiệt nó sẽ đẩy lên, nó sẽ tập trung vào cái phần đáy nồi hơn. Đấy thì nó sẽ khi mà các bác đun ấy nó sẽ nhanh hơn nhá. Đun nó sẽ nhanh hơn. Đấy, nó không bị lãng phí ga ra ngoài, nó không bị phè ga ra ngoài. Nó sẽ tập trung vào cái đáy, nó sẽ đẩy lên, nó sẽ đun, nó sẽ nhanh hơn. Nói chung là con này là các bác sử dụng để tiết kiệm ga một cách tối đa nhá, một cách tối đa luôn. Đấy, rất ok luôn nhá. Đấy, đây là cái phần những cái phần rãnh này, những cái phần rãnh để các bác để lên cái kiềng những cái xoong nồi lên không lo nó bị trơn trượt nhá. Đấy, thì cứ lên mã cho em sẽ là cái kiềng chắn gió bếp ga. Đấy, giúp các bác tiết kiệm ga, tập trung cái nguồn lửa nó tập trung vào đáy nồi, các bác đun nhanh hơn, đun nhanh sôi hơn. Đấy, tiết kiệm ga hơn. Ok nhá coi nhá. Giá của nó đang gửi bác là 30k nhá. 30k cho một cái kiềng chắn gió bếp ga nha. 30.000 một chiếc. Rất ok luôn, chắc chắn, chất lượng. Đấy, chỉ có 30.000 thôi. Đó, rồi. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái chổi lau nhà tách nước này. Em báo giá luôn. Hiện tại bộ này bên em đang bán là 160.000 một bộ nha, 160.000 một cái bộ chổi lau nhà tách nước nha. Một cái bộ sản phẩm này thì khi mà các bác nhận được hàng thì sẽ gồm có những gì thì em sẽ bày cho bác đây, cực kỳ nhiều luôn các nhá, cực kỳ nhiều luôn. Nói chung là với giá 160.000 này thì siêu là hạt rẻ luôn. Đấy, các bác sẽ nhận được về đầu tiên là hai cái cán chổi này, hai cái đầu cán chổi này, một cái thùng chứa nước nhá, một cái thùng chứa nước này, một cái thùng chứa nước nó sẽ có hai ngăn, một ngăn là chứa nước sạch nhá và một cái ngăn là nó tách cái nước bẩn ra, là nó sẽ có hai ngăn nhá, nên là hay gọi là cái bộ chổi lau nhà tách nước thì nó sẽ tách nước bẩn ra, nước bẩn và nước sạch ra, nước sạch, rất ok. Đấy, và sẽ có thêm các bác là hai cái bộ cán này nữa, hai bộ cán để các bác lắp vào hai cái đầu chổi này này, hai bộ cán như này này để em lấy bác con. Hàng thì bên em gửi đi thì sẽ lắp vào rất là kỹ rồi. Đấy, đây đó, hai bộ cán này và đi kèm thêm cho các bác là 8 miếng các bác nhá, 8 miếng cá, 8 cái miếng xốp lau nha các bác nhá, 8 miếng xốp lau. Đấy, 8 miếng xốp lau là về là các bác tha hồ thoải mái các bác lau luôn. Đấy. Nói chung là các bác mua cái bộ này về thì em thấy so với tầm giá thì nó quá là rẻ luôn và cũng như là các bác sử dụng rất là đa năng luôn. Đây, một cái bộ sản phẩm như trên hình trên video nó quay đây. Đấy, sẽ gồm có là một cái thùng chứa nước này và có hai ngăn các bác nhá, hai ngăn để các bác tách nước bẩn, nước bẩn, nước sạch, nước sạch này. Đấy. Rồi là 8 miếng lau nhá, 8 miếng lau. Hai cái bộ cán chổi nhá, hai cái bộ chổi nhà các bác nhá, hai bộ chổi. Đấy, ví dụ như là mình có thể là lau trên nhà một bộ này, mình lau dưới bếp một bộ này, mình không bị chung các nhá, không bị chung. Đôi khi là các bác lau ở trên nhà xong mình lau xuống dưới bếp nó lại bị bẩn cái thảm này. Đấy thì mình lau riêng ra, trên nhà mình lau một cái chổi, dưới bếp mình lau một cái chổi, mình chỉ việc là sử dụng chung cho một cái thùng này thôi. Đấy, rất ok luôn. Đấy, dùng chung ok. Còn hai cái này mình dùng riêng ra. Đấy, ví dụ như là dưới bếp hay có dầu mỡ thì mình lau riêng ra, các bác nhá, lau riêng ra. Đấy, đến lúc mình lau trên nhà mình có một cái chổi riêng rồi thì rất là sạch. Đấy, đi về là các bác chỉ việc là tháo ra, sau đó các bác lắp đặt thôi. Đấy, lắp đặt mình kia em đang lắp đặt kìa. Đấy, lắp đặt. Thì đây. Đấy, thì em đang lắp đặt đây. Đấy. Thì lúc nào mà dùng ấy thì ở đây nó có cái miếng dính này. Đấy, các bác lấy cái miếng thảm này các bác dính trực tiếp vào cho em. Dính trực tiếp vào đây. Đó, các bác dính vào cho em. Đấy là ok luôn, các bác lau nhá. Lau cực kỳ sạch luôn. Con này nó dài khoảng tầm 30 cm, lau rất sạch nhá. Đấy, các bác lau sạch sẽ những cái phần cặn bẩn gạch đá qua thứ này. Đấy, nó có thể bẻ các hướng các kiểu luôn này. Đấy, bẻ các hướng các kiểu luôn. Xoay gầm, lau trong gầm, lau ở sàn nhà, những các thứ là ok. Đấy, chuẩn bị tết nhất, các bác lau nhà, lau cửa, dọn dẹp rất là nhiều thì các bác mua cho em cái bộ này về. Nói chung là so với tầm giá là 160.000 sở hữu cho em cái bộ này thì cực kỳ uy tín luôn. Đấy, chổi lau nhà tách nước nhá, giá sẽ là 160.000. Đây, nói về cái nguyên lý động tách nước thì sẽ như nào thì nó sẽ gồm có là hai ngăn nhá, hai ngăn. Đấy, có cả cái quai sách này rất ok này, hai ngăn nhá. Thì về các bác sẽ cho em một cái ngăn bên này này, ngăn bên này thì các bác sẽ cho nước này và một ngăn này các bác sẽ để không nhá. Thì khi mà các bác lau, đầu tiên là các bác sẽ dúng nước cho em. Đấy, các bác cho dọc cái chổi đi. Đấy, cho dọc cái chổi đi này. Đấy, các bác cho dọc cái chổi đi này. Sau đó các bác cho đây. Đó, cho đây nhá. Các bác lựa vào đấy thì các bác nhúng nước vào đây. Các bác nhúng nước vào đây.
Đấy các bác nhúng nước vào đây nhá, nhúng nước vào đây này. Đấy các bác nhúng nước vào. Sau khi mà các bác nhúng nước đây xong thì các bác cho vào đây. Đấy, cho đây các bác nghiêng trong cái chổi, các bác nghiêng trong cái chổi, nó cái phần chổi nó sát vào đây này. Đấy, sau đó các bác rút lên rút xuống. Thì cái con này nó có chức năng là vừa vắt vừa tách hết những cái phần cặn bẩn này. Các bác nhìn cái phần răng chưa? Đấy, nó sẽ cào hết những cái bẩn ở cái tấm này đi. Và khi mà nó đã cào sạch rồi thì các bác lôi các bác lau. Đấy, lau bẩn rồi thì các bác lại cho đây, các bác lại sục cho em một lần nước vào đây. Đấy, và bắt đầu là các bác lại cho sang cái ngăn này. Các bác lại tách nước lại cho em lần nữa này, tách hết những cái phần bẩn ở cái miếng cũ đi. Đấy, các bác cho đây, các bác tuốt. Các bác nhá, như kiểu tuốt, như kiểu các bác cầm một cái miếng gì các bác gạt ấy. Đấy thì cái này đúng như thế, cho đây các bác gạt này. Tách này. Tách hết sạch những cái nước cái cặn bẩn ở cái miếng này ra này, sau đó các bác lại lôi các bác lau, có thế thôi. Quy trình hoạt động đúng như thế. Là sẽ gồm có là hai bên, một bên là chứa nước sạch đấy để các bác rũ qua đi. Đấy, sau khi mà rũ qua xong rồi các bác cho sang cái bên này. Các bác tách hết những cái phần cặn bẩn còn lại đi. Đấy, và bắt đầu là các bác lôi ra các bác lau, có thế thôi nhá. Rất là sử dụng rất là hay, rất là thông minh. Cái này nó là cái dòng sản phẩm đời mới của 2023 đó nhá. Đấy, mới ra trong cái dịp Tết năm nay. Đấy thì em về cái mã này rất ok đấy. Em thấy giá nó hợp lý mà sản phẩm dùng ok. Đấy, 160.000 sở hữu cho em là hai cây chổi như này. Đấy, hai cây chổi như này, hai cây chổi nha. Lại còn đi được kèm thêm cho các bác là 8 miếng lau, 8 miếng lau để về các bác thoải mái thay thế luôn. Rồi là một cái hũ đựng nước này nữa mà giá nó chỉ có 160.000 thôi. Bình thường là các bác cứ ra thị trường đang bán bộ này rơi khoảng tầm là đi 200 cho đến 250.000 bộ luôn. Đấy, các bác cứ check giá thoải mái luôn. Giá nó rất là bình dân, hạt rẻ nhá. Đấy rồi. Chổi lau nhà tách nước nhá, 160k đây em cho bác xem một cái video thực tế về sản phẩm này. Đây nhá, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Chiếc chổi lau cực kỳ sạch luôn nhá. Đấy, có thấy không? Lau sàn nó siếc rất sạch luôn này. Đấy, khi mà các bác lau bẩn xong thì là bắt đầu là các bác cho vào cái ngăn giặt này. Đấy, cái ngăn giặt là cái ngăn ngăn là cái ngăn nó có cái phần phần đây này, ngăn giặt ở ngăn này này. Đấy, các bác cho là các bác tuốt nhá. Tuốt thì nó sẽ sạch bong đi. Đấy, tuốt các bác giặt qua một lượt đi, sau đó các bác cho sang ngăn vắt. Đấy, ngăn vắt nó sẽ vắt sạch hết khô nước cũng như là những cái phần cặn bẩn nó sẽ vắt sạch đi. Đấy. Rất ok nhá. Đấy, là nó vắt cái là gần như được kiệt nước rồi, và các bác lại cho ra các bác lau thế thôi. Đấy, mình cứ làm quy trình là vắt xong là giặt xong là mình vắt hết những cái cặn bẩn đi, bắt đầu là mình cho ra mình lau, có thế thôi. Lau rất sạch sẽ luôn. Lau gầm, lau cạnh, lau kẽ thứ giờ rất là ok nhá. Đấy, cái này nhà em đang xài mà dùng ok lắm. Nói chung là uy tín. 160.000 thôi. Đấy, được bằng đấy sản phẩm thì nói chung là giá nó quá là tốt rồi. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái mã hàng đó là cái bộ rổ hai lớp này. Bộ này sẽ gồm có là 6 món nhá. Bộ này gồm có 6 món. Nhiều bác hỏi cái mã này lắm này thì đây. Mai về cho bác cái mã này đây. Và em báo giá luôn, bên em đang bán một cái bộ rổ hai lớp 6 món này với giá sẽ là 80.000 một bộ nhá. Đấy, 80.000 bộ này sẽ gồm có là 6 món nhá. 6 món thì đây. Nó sẽ bao gồm là ba cái rổ nhá, ba cái rổ. Ba rổ này. Ba rổ và ba cái chậu nhá, ba cái chậu, và nó thiết kế là theo dạng là nó sẽ lồng vào nhau. Đấy, như là bộ nào nó đi với đôi đấy này. Đấy, rổ nào là nó đi với cái chậu đấy các nhá. Đấy thì đây. Nó sẽ đi với nhau các nhá, đi nhau đây, ví dụ như là cái con to nhất này, đấy, con to nhất. Có thước lắm nhỉ. Đây như con to nhất em đo thử bác coi này, con to nhất của nó là vào 30 luôn này. Đấy, con vừa vừa này, con vừa vừa là vào 25 này. Cái con nhỏ nhất thì là vào 20 này. Đấy, nói chung là ba bộ ba cái sản phẩm này là các bác về xài ok rồi. Đấy. Là các bác vừa có rổ để các bác đựng rau này, vừa có chậu để các bác đựng nước này. Nếu mà vì mà mình có thể rửa xong thì ví dụ như các bác hay để ra nhà thì nước nô thứ ra nó hay bị trang ra nhà, thì các bác lồng cho em vào đây. Đấy, mình rửa rau, rửa cỏ các thứ xong, đồ ăn nước xong, các bác để đây xong thì nó sẽ róc nước luôn vào cái rổ này, rất là tiện dụng luôn. Đấy thì nó sẽ gồm có là bộ ba cái rổ hai lớp nhá. Đấy thì cứ lên mã cho em sẽ là cái bộ rổ hai lớp nhá, 6 món. Giá của nó sẽ là đi 80.000 bộ. Hàng là đi hàng của Việt Nam nhá, hàng của Việt Nam. Đấy, sản xuất tại Việt Nam này. Rổ hai lớp nhá, hàng này thì của công ty Việt Nhật. Đấy, Việt kết hợp với Nhật sản xuất nên rất là cứng cáp chắc chắn. Đấy, thành phần thì là nhựa PP. Nhựa PP thì rất là an toàn, yên tâm với sức khỏe rồi. Đấy. Kích thước nó có đầy đủ thông tin sản phẩm, nó có đầy đủ ở trên tem nhãn mác sản phẩm luôn nhá, nên các bác yên tâm dùng ok luôn. Đấy, chắc chắn lắm. Con này nhựa nó là dòng nhựa PP này thì nó là siêu dẻo ạ, siêu dẻo. Các bác rơi vỡ các thứ là đập phá thoải mái cho em luôn, ok luôn nhá. Đấy, nó chỉ có 80.000 một bộ thôi. Giá nó quá bình dân. Bình thường là các bác mua một cái rổ giá nó rơi khoảng tầm mấy chục nghìn rồi. Đây bỏ ra mà có 80.000 mà sở hữu cho em là 6 món luôn. 6 món là bao gồm là 3 rổ 3 chậu nhá. Và 3 rổ 3 chậu này là nó có thể lồng vào này thành được thành ba cái món như này. Thành ba cái món như này. Đây, đấy. Còn khi mà các bác tách ra thì nó sẽ thành 6 món luôn. 3 rổ 3 chậu. Đấy.
Chậu thì mình đựng nước, nước đựng những cái đồ nước nữa các thứ rồi. Còn rổ thì các bác có ví dụ mình để rửa rau rửa cỏ các thứ là những cái đồ cần rửa thì mình cho đây mình rửa. Rồi ví dụ như mình có thể lồng vào nước nồi các thứ là nó bị rơi vãi linh tinh nhá. Đó. Dùng xong rồi các bác xếp gọn mà nó rất là ngăn nắp ok như này thôi. Đó. Bộ rổ hai lớp có nha, bộ rổ hai lớp 6 món. Giá của nó sẽ là đi 80.000 nhá, 80.000. Lên mã thì em sẽ là cái bộ rổ hai lớp 6 món, giá 80k. Theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái cây kéo cắt cành của Nhật này. Lên mã em sẽ là cái cây kéo cắt cành hộp kính nhá, kéo cắt cành hộp kính. Đấy, vì cái hộp của nó là cái hộp dạng nhựa kính thì em lên luôn mã sẽ là kéo cắt cành này, kéo cắt cành hộp kính nhá các nhá, kéo cắt cành hộp kính. Đấy. Con này thì tại bên em đang có giá là 70k một cây nhá, 70k cho một cây cắt cành hộp kính nhá. Con này thì về các bác cắt cành cắt kiếc rồi là các bác sử dụng này. Đấy, dùng bắt đầu đang dịp Tết nhất các bác, mình gần Tết mình dùng để chăm sóc mấy cái cây cảnh các thứ nhà mình. Đấy, dùng để chơi Tết này. Cắt cây đào, cây mai, cây quất ok luôn nhá. Đây một cây kéo cành cực kỳ xịn sò chắc chắn này. Đấy. Hàng rất ok. Cái con này nó cái phần mở khóa rất hay là các bác chỉ việc bấm mạnh cái là tự động cái phần khóa nó sẽ đẩy ra nhá, rất ok luôn. Đây này, đấy có phần lò xo trợ lực này. Đấy, khóa hãm đầy đủ các bác, về các bác xài luôn rất ok. Đấy, rất là ngon này luôn. Lên mã anh em sẽ được cây kéo cành hộp kính nhá. Con này thì bao sắc bao dùng bác luôn, về các bác cứ dùng. Đấy, không sắc không lấy tiền bác luôn. Cực kỳ sắc bén nhá. Hàng của Nhật, đấy, Japan Technology, rất là xịn sò, hàng nội địa Nhật nhá. Cực kỳ ngon này luôn. Đấy. Cái phần kéo nó mở ra khá là rộng, các bác cắt những cành to ok luôn nhá. Đấy, kéo cực kỳ khỏe, rất sắc bén nhá. Kéo cắt cành hộp kính nhá, 70k. Đấy, các bác chuyên dùng để các bác cắt cành, tỉa cành những cây cảnh các thứ nhà mình ok luôn. Sử dụng vườn tược là ngon này luôn nhá. 70k cho một cái cây kéo cắt cành hộp kính này, mới keng nguyên hộp luôn. Đấy, mới keng nguyên hộp. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái khăn nén du lịch này. Đấy, khăn nén du lịch nhá. Em báo giá bác luôn, bên em đang gửi bác một cái khăn nén du lịch này với giá chỉ có 20.000 một chiếc thôi. Đấy, bác nào chuẩn bị đi ra Tết, các bác hay đi du lịch du nước nhiều này, rồi các bác hay đi công tác, đi chơi, đi bời. Đấy, các bác mua cho em ngay con khăn nén du lịch này về. Đấy, một chiếc khăn nén du lịch nhá, dùng rất là tiện dụng luôn. Đấy, nó là dạng khăn nó sẽ nén chặt vào nhá, nó sẽ nén chặt vào để khi mà các bác cho nước vào nhá. Đây, bác cho bác một chiếc này, nó sẽ nén chặt vào nhà và khi mà các bác cho nước thì nó sẽ tự động nó sẽ bung, nó nở ra thành một chiếc khăn rất là to, thành đúng to đúng như chiếc khăn tắm luôn, rất là to luôn. Đấy, nó rơi vào khoảng tầm kích thước khoảng 1m4 x 70, rất là to nhá. Đấy, bình thường là các bác hay đi khách sạn, đi nhà nghỉ giờ mình hay dùng chung những khăn ở đấy, nó rất là nguy hiểm nhá, vì khi khăn đấy rất nhiều người xài chung với nhau. Đấy, có những người người ta bệnh tật giờ người ta vẫn có thể xài vào đấy, nên là rất là nguy hiểm, không có vệ sinh khử khuẩn gì nên nó rất nguy hiểm. Thì các bác mua ngay cho em khăn này về, nó chỉ có 20.000 thôi, mình dùng nó rất là an toàn và ok. Đấy, mà thậm chí các bác có thể xài được nhiều lần nhá, xài được nhiều lần. Đấy, thì các bác chỉ việc thảo nước là tự động sẽ bung ra nhá. Chuyên dùng cho các bác nào đi du lịch, đi khách sạn, đi nhà nghỉ giờ mình dùng chung nó nguy hiểm, thì các bác mua cho em các sản phẩm về dùng nó sạch sẽ, an toàn và nó ok, yên tâm luôn nhá. Chỉ có 20.000 thôi, bỏ ra với em là 20.000, mình mua cho em mấy chiếc về. Đấy, bỏ vào trong ba lô, trong túi này. Đấy, mỗi lần mình đi cái là mình xài một cái thôi là thoải mái rồi. 20k nhá các nhá, 20k. Lên mã cho em sẽ là cái khăn nén du lịch nhá. Đấy, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, nói chung là khớp rất ok luôn đây. Bảo bối dành cho mấy ông mấy bà chuẩn bị đi du lịch hè này nha. Khăn tắm nén nhỏ gọn, nhúng nước là nở ra thành cái khăn tắm siêu to luôn. Lau người siêu thích nha, thấm nước tốt đàng hoàng á. Tụi mình không nên xài khăn tắm khách sạn đâu mọi người, không tốt cho sức khỏe đâu nha, vì khăn nhiều người xài chung á. Cứ bỏ túi im khăn tắm nén như thế này mang đi du lịch nha. Nhỏ gọn bỏ vô túi nhẹ tinh là không bị nặng vali. Mà khăn cũng êm, cũng dày dặn và mềm mịn đấy nha. Xài ổn. Đấy, có nhìn này. Đấy, khi nào mà cho nước nó bắt đầu nó nở, nó bung ra rất là to luôn nhá. Recommend em này cho cả nhà thủ sẵn để chuẩn bị đi du lịch hè nha. Mẫn cũng múc cái em khăn tắm nén này lâu rồi mà bây giờ mới được dịp xuống mũi. Các bạn nhìn này rất là to luôn. Đấy, dở ra một chiếc khăn cực kỳ to nhá. Khoe cái khăn này với mọi người liền nha. Đấy, rất là to, ok luôn nhá. 20k một chiếc nhá, 20k một chiếc. Nói chung là về nên dùng, theo em các bác nên dùng cái khăn này. Đấy, dùng khăn tắm chung với khăn khách sạn gì rồi. Nó rất là sợ, rất nguy hiểm nhá. Đấy, nhiều cái dùng chung rất là sợ. Đấy, thì bác mua ngay cho em khăn này về, sạch sẽ mình dùng riêng ra. Chỉ việc cho nước nó nở bung cái là mình xài thôi. Xài được nhiều lần luôn nhá, xài được nhiều lần luôn. 20k một chiếc khăn nén du lịch nhá, 20k một chiếc. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái thước laser. Đấy, hôm nay em cũng xả kho xong luôn. Bữa trước đang bán là 150.000. Hôm nay em về nó bác một cái mức giá rất dễ mua. 90.000 nhá, 90.000 cho một cái thước laser này, chỉ có 90k thôi. Đây, một chiếc thước laser cực kỳ đa năng, các bác mua về dùng để mình soi bắn tia, lấy tia laser đánh thăng bằng này, rồi là đo đạc các thứ ok luôn. Một chiếc thước cực kỳ là ngon lành nhá. Đây. Nó sẽ là một chiếc thước bao gồm rất nhiều chức năng nha. Đấy, có phần livo đánh thăng bằng này, đánh dọc này, đánh chéo, đánh ngang này. Đấy, rồi là phần thước đo này, đấy thước đo này, thước đo. Rồi là có cả cái phần thước rút này, đây này, có cả cái thước rút đấy luôn nhá. Đấy, có cả thước rút luôn. Để về các bác đo
kiểu thước kéo thước rút này cũng ok luôn này. Đấy, thước rút này, rồi là một cái hay nữa là cái phần laser. Laser con này nó xài pin nhá, thì về các bác có cái tấm chắn pin này các bác rút ra cho em. Rút ra. Đấy, rút ra thì bắt đầu là nó lên đấy, bắt rút ra cái lên tia luôn này. Con này hiện tại đang ở tia cộng này. Đấy, tia cộng. Cái tia nó soi rất là xa và rất là sáng nhá, nhìn này. Đấy, soi cực kỳ xa và rất là sáng luôn. Đó. À, ngoài tia cộng thì con này nó có điều chỉnh được các tia, thì các bác điều chỉnh theo cái phần nấc cho em nhá. Đấy, các bác gạt cho cái nấc này. Đấy, gạt cho em cái nấc này. Con này nó có thể là điều chỉnh được một tia cộng này, gạt xuống dưới này thì sẽ làm thành một tia đứng này. Đấy, gạt lên trên cùng thì sẽ là thành một tia ngang nhá, thành tia ngang. Đấy, thì nó sẽ có ba chế độ này, một tia ngang này, một tia dấu cộng này, đấy, và một tia dưới cùng thì sẽ là tia đứng này. Đấy, tùy nhu cầu của bác xài nhá. Nói chung rất ok. Các bác bắn lên tường này, bắn lên trần nhà thứ này, mình đánh thăng bằng, đánh keo góc được ngon lành luôn nhá. Đánh keo góc ngon lành đây, ví dụ dấu cộng là các bác đánh keo góc ngon lành luôn này. Đấy, đánh keo góc ngon lành luôn. Nói chung là rất là sáng nhá, đây khá là sáng luôn. Đấy, các bác dùng mình để chiếu tia này, đây chiếu tia đây này, ngon lành luôn nhá. Đấy, chiếu tia lên đây. Đấy, chiếu tia đánh ngon lành luôn nhá. Đó, giá tại vì em đang gửi bác là chỉ có 90.000 thôi, rất đa năng luôn. Đấy, có cả công tắc bật tắt nhá, lúc nào dùng thì bác bật lên, không dùng thì mình có thể tắt cái tia laser này đi. Đó. À, đo này, thước rút này, thước rút đây này, rồi là đánh thăng bằng li vô này. Đấy, công tắc các thứ đầy đủ với bác luôn. Lên mã cho em sẽ là thước laser nhá. À, 90k nhá, 90k cho một cái cây thước laser này. Đấy, có cả laser, có cả đánh thăng bằng, thước đo, thước rút đầy đủ luôn. Một nói chung là sử dụng một chiếc thước này nhưng mà làm được rất là nhiều việc nhá, chỉ có 90.000 thôi. Thước laser, đấy, thước laser 90k một cây nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác một cái sản phẩm về dùng bếp này, đó là cái cây kéo cắt gà của Đức nhá. Lên mã cái cây kéo cắt gà của Đức này. Cây này thì các bác cắt về, cắt gà vịt, cắt thịt, cắt xương, cắt rau củ quả xài nhà bếp cho em cũng rất ok luôn. Đây, hàng logo thương hiệu Willing này. Đấy, made in Germany nhá, made in Germany. Có phần khóa hãm này. Con này nó có cả cái lò xo trợ lực nhá. Đấy, các bác chỉ việc bóp vào thôi, còn mở ra là tự động nó sẽ đẩy ra luôn, rất ok. Đấy. À, thép E5 nhá, không gì. Con này ngoài chức năng cắt thì nó còn có cả chức năng đánh vẩy cá này. Đấy, có phần răng cưa để các bác dùng để các bác đánh vẩy cá nhá. Đấy, cắt gà vịt, cắt thịt, cắt xương, cắt rau củ quả, cắt nhà bếp cho em là rất ok luôn. À, giá hiện tại em đang bán một cái cây kéo cắt gà ở Đức này chỉ có là đi 90k thôi, 90k nhá. Lên mã sẽ cái cây kéo gà Đức đang gửi bác là kéo gà Đức này đang bán là 90.000 một cây. Đấy, 90.000 một cây. Nói chung là giá nó bình dân mà sản phẩm dùng ok lắm, dùng nó chất lượng. Đấy, gà vịt thịt xương các bác nghe tiếng kéo là thấy thích rồi. Đấy, cắt rất chắc chắn, cầm rất là đầm tay luôn. 90k một cây nhá, kéo cắt gà của Đức nhá. Lên nhanh cho bác một số cái mã dao nhà bếp này. Đấy, lên luôn cho bác cái con dao, con này con dao gọt hoa quả này, con dao gọt hoa quả nhá. Con này hiện tại bên em cũng đang xả kho, chỉ còn có 30.000 một cây thôi, 30k các nhá, 30k. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây dao gọt hoa quả nhá. Dao này, dao gọt hoa quả này nhỏ nhỏ nhưng mà bao sắc lao luôn. Về các bác chuyên dùng để gọt hoa quả nhá. 30k. Đấy, 30k, cứ lên mã em sẽ là con dao gọt hoa quả. Con này của thương hiệu Asaka Japan. Đấy, Asaka Japan, dòng thép E5 không gì nhá, cực kỳ sắc bén luôn. Đây. Lấy bác con một con. Dòng này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi. Ở đây không? Đường giấy đi mịn mịn này. Đấy, đường giấy đi mịn mịn. Bao sắc các bác luôn nhá. Đấy, các bác mua về gọt hoa quả nó rất là tiện lợi luôn. Nó nhỏ nhỏ, nó chỉ khoảng tầm hơn 20cm một chút thôi. Đấy, tay cầm ốp gỗ nhá, 3 đinh tán này. Hàng sẽ là hàng liền thân. Đấy, về xài cho em con này là chuyên để các bác gọt hoa quả rồi, những làm những cái việc nhỏ nhỏ vặt vặt là rất là hợp lý này. Đấy, nó chỉ có 30.000 thôi nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái cây dao gọt hoa quả của Asaka Japan. Đấy, 30.000 một cái cây dao gọt hoa quả này. Đấy. Ngoài ra thì bên em có cái dòng cây dao Thái này, cây này sẽ to một chút nhá. Đấy, con này nó cũng cùng hãng với con kia. Đấy, cũng của Asaka Japan. Con này thì nó là cây dao Thái, con này thì chuyên lọc vào Thái nhá. Chuyên lọc Thái nhá, chuyên lọc Thái. Đấy, cũng cực kỳ sắc bén luôn. Bao dùng bao sắc bác luôn. Đấy. Chuyên lọc Thái này. Đấy, chuyên lọc Thái, con này tổng chiều dài lưỡi nó rơi khoảng tầm 20cm. Đấy, tổng chiều dài thì nó rơi khoảng tầm 30cm. Đấy, chuyên để lọc và Thái nhá, cũng bao sắc bác luôn này. Đây nha, test giấy bác coi luôn này, cũng bao sắc luôn nhá, bao sắc luôn này, có nhìn này. Đấy, đường giấy đi mịn mịn nhá, quá ok luôn. Đấy, bao sắc luôn nhá, cực kỳ chất lượng. Con này thì cũng không gì phải chê về sản phẩm đâu. Đấy, chuyên để các bác Thái nhá, chuyên để các bác lọc và Thái này. Đấy, thử vào bếp là ok. Tết nhất nơi rồi, các bác mua sắm rửa em dao dựa về mình làm cỗ bàn tết nhất ok luôn. Con này là con dao Thái nhá, lên mã em sẽ là con dao Thái cán gỗ nhá, dao Thái cán gỗ. Đấy, dao Thái cán gỗ. Còn cái con nhỏ thì là con dao gọt hoa quả nhá. Còn con này là con Thái cán gỗ. Con này hiện tại em đang bán giá thì cũng quá là bình dân luôn, 60.000 nhá, 60.000 thôi. Lên mã em sẽ là dao Thái cán gỗ này, dao Thái cán gỗ nhá.
đang gửi bác là 60k cho một cái cây dao thái cán gỗ này, chỉ có 60.000 thôi, giá rất bình dân mà cũng cực kỳ sắc bén luôn. Rồi tiếp theo thì nhiều bác cũng hỏi là cái con dao chặt thì đây, hiện tại em vẫn đang có cái dòng đó là con dao chặt 1 cân nhá, con dao chặt 1 cân, hàng cũng của Nhật này. Đây, đấy, Murato Made in Japan này. Đấy, rất ok. Con này là nặng là 1kg nhá, nặng là 1kg. Phần trên này thì nó làm nhám này, làm nhám để chống dính này. Phần dưới thì là trơn bình thường. Đấy. Dòng này thì bản cực kỳ to rồi, các bác mua về chặt gà, chặt vịt, chặt thịt, chặt xương. Đấy, đặc biệt là các bác đang cuối năm chuẩn bị thịt lợn thì tiếc nhiều. Đấy, những cái con xương ống là bình thường là các bác dùng những con dao chặt bình thường là không thể phang đâu, nhưng con này này. Đấy, các bác già các bác cứ phang cho em tẹt bô luôn. Đấy, bao xài bao dùng bác luôn. Đấy, phang tẹt bô luôn nhá. Đấy, hàng của nó sẽ là hàng liền thân này. Tay cầm thì có ốp gỗ 3 đinh tán đồng, cực kỳ xịn. Đấy, con này các bác phang thì chấm hết luôn. Nó nặng 1 cân nên là cái lực phang nó rất là đầm mà nó rất là đi luôn nhá. Đấy. Con này là nặng 1 cân nhá, nặng 1 cân. Đấy, các bác cứ lên mã giúp em sẽ là con dao chặt C1 nhá, nặng 1 kg. Đấy, nặng 1 kg, phang bất chấp, phang tất cả các loại luôn. Xương lợn, xương bò, xương voi, xương hổ, xương tê giác, đầy đủ các loại xương và đặc biệt là các loại xương cứng luôn. Giá của nó sẽ là 220.000 một con. Dao chặt C1 nhá. 220k và bên em cũng sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy. Dao chặt C1 nhá, nặng 1 kg nhá, nặng 1 kg. Đấy, nặng đúng 1 kg luôn. Đấy, về các bác cứ cân thử cho em, cực kỳ ngon. Nặng 1 cân luôn nhá. Đấy, cắt chặt cực kỳ đầm tay. Là 220.000 một cây này và bao ship nhá. Đấy, dao chặt C1 nhá, mã của nó sẽ là dao chặt C1. Nói chung con này bán nhiều mà dùng ok mà. Dùng thích mà chất lượng. Đấy. Luôn cho bác đó là cái lọ test nước pH này. Đấy, về các bác dùng để test nước nhà mình nhá, test nước nhà mình rất là nhạy luôn. Đấy, về các bác kiểm tra xem cái máy lọc nước nhà mình là nó còn hoạt động tốt hay không nhá, hoạt động tốt hay không thì đây em chỉ luôn cho bác. Đi kèm thì bên em sẽ có gửi kèm thêm cho bác là một cái bảng kiểm tra chỉ số là cái nước nó còn sử dụng hay không. Hiện tại nếu mà nước của bác mà nó về cái màu xanh từ 7.6 này cho đến 10 thì là nước vẫn đang sử dụng tốt, vẫn đang cái độ kiềm vẫn có nhá. Còn là nó từ 7.0 hất về đến 3.0 là nước nhà bác đang rất nhiều axit nhá và uống rất là có hại cho sức khỏe. Đấy thì về cái này thì em nói luôn là về để các bác test cho cái máy lọc nước nhà mình nhá các bác nhá. Chứ còn nhiều bác hỏi là mua về cái này có sửa không nhá, nói luôn là không sửa đâu nhá. Sửa thì các bác phải gọi thợ và các bác xem các bác có thay thế được những cái lõi lọc nhà mình ấy. Có thể là do nó lâu năm lõi lọc nó hỏng rồi là nó không hoạt động tốt nữa thì mình có thể là thay. Đấy, thay đi. Đấy, sắp năm hết Tết đến rồi mình về mình thay nhá. Ok luôn. Về các bác chỉ việc là mở cái nắp này ra, sau đó các bác rõ cho em trực tiếp vào con nước. Các bác lấy một ít nước cái máy nhà mình ấy, lấy cái này các bác rõ trực tiếp vào. Nếu mà nó ra cái màu gì thì các bác so theo cái bảng bên em sẽ gửi kèm cái phiếu này cho bác này. So cho em nó đang ở màu gì. Nếu mà nó từ 7.6 hất về thì là nước hiện tại đang ở độ kiềm, độ khoáng ok, sử dụng ngon lành nhá, không có độc tố hay là không có vấn đề gì, sức sử dụng tốt nhá. Còn nếu nó về từ 7.0 hất về đến 3.0 này, nước nó về cái mạn màu xanh rồi là cái màu vàng này thì là nước đang nhiều axit nhá, nước là sử dụng rất là có hại luôn. Đấy, thì các bác mua cái bộ này về thì bên em đang bán một cái bộ lọ test nước pH này, giá nó chỉ có là đi giá nó chỉ có 20.000 thôi. Đấy, nó rất là rẻ, nó bình dân nhá, nó chỉ có 20.000 thôi. Đấy, các bác mua về sử dụng dùng để test lại cái nước nhà mình xem nó còn sử dụng ok không. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái lọ test nước pH nhá. Đấy, test nước pH này. Test nước pH nhá. Giá đang gửi bác là 20k nhá, 20k cho một cái sản phẩm lọ test nước là bao gồm là một cái lọ này và bên em sẽ có gửi kèm đó một cái phiếu thẻ màu nữa. Đấy là 20k. Đấy, giờ em sẽ ghép cho bác một cái video thực tế về cái sản phẩm vào để các bác cùng coi này. Đây, và giờ em sẽ hướng dẫn các bác test đi ạ. Mình sẽ rót một ít nước ở cây đầu của nhà mình ra. Và cho quỷ tím vào, gió vài giọt vào. Thì hiện tại máy này đang ra là màu vàng các bác nhá, axit 5.5 đi ạ. Thì nước này không thể uống được. Đấy, các bác lên thay lõi lọc định kỳ đi cho em. Thay lõi lọc RO đi ạ. Nếu các bác mà cứ để như này để uống ấy thì rất chi là có hại cho sức khỏe. Và giờ em tiếp tục em test một cây nữa, cây lọc RO của nhà bên cạnh hàng xóm nhà em. Đấy, giỏ quỳ tím vào. Đấy, thì hiện tại cây này là đang ra được màu trung tính các bác nhá. Thì nước này có thể uống được, không sao. Đấy, cứ theo bằng màu mà dùng các bác nhá. Đây là nước 7.0 đi ạ. Thì giờ em sẽ test thêm một cây nữa cho các bác xem. Thì cây bên cạnh này. Đấy, cũng nhỏ vài giọt quỳ tím vào thôi. Đấy, thì cây này thì độ kiềm đến tận 8.0 bác nhá. Thì như này là uống rất tốt đây này các bác này. Đấy, các bác là nên nhớ là phải thay lõi lọc định kỳ cho em.
và phải dùng quỳ tím để test nước xem độ pH nhà mình là bao nhiêu, chứ axit thì không thể uống được các bác nhá. Đấy, bằng màu đấy ạ. Cái sản phẩm tiếp theo thì đây em lên luôn cho bác, đó là cái bộ bản lề 500 nhá. Bản lề này các bác dùng hay dùng cho những cái phần cánh tủ này, đấy, cánh tủ rồi cánh cửa bếp ấy. Đấy, những cái bản lề 500 cũ nó bị hỏng thì các bác mua về, hoặc là những cái phần cánh tủ nó hay bị đẩy ra thì các bác mua cho em cái bộ này về các bác gắn vào nhá. Thì đây, bộ nó sẽ gồm có là những cái đầu bản lề này đây. Sẽ có cái bộ đầu bản lề dùng rất là tiện luôn. Đây là, tức là về các bác sử dụng cái gói này các bác bóc ra nhá. Bên trong thì sẽ gồm có là đầy đủ cả ốc vít, cả cái miếng dán luôn. Về nếu mà các bác cẩn thận thì các bác mình có thể bắt ốc vít vào, còn không thì về các bác dùng cái miếng dán, các bác dán vào đây cái miếng dán của nó này. Đây cái miếng dán này này. Đấy thì về các bác dùng cái miếng dán này các bác dán này. Đấy cái miếng dán này keo rất là dính nha. Còn không mình có thể lấy ốc vít các bác quát vào nhá. Thì đây, nó sẽ gồm có hai miếng cái miếng nam châm rất là dính nha. Đấy thấy không? Hai miếng nam châm cực kỳ hít luôn. Đó, hai miếng nam châm rất hít này. Đó, đấy thì về các bác bắt vào cái phần cánh tủ nhà mình nhá. Một miếng các bác cắt bắt cố định một miếng, rồi các bác bắt vào cái phần đưa đẩy này. Là khi mà các bác đẩy vào nhá, khi mà đẩy vào thì sẽ cái nam châm nó tự động nó sẽ hít vào nhà. Đó, nó hít vào nhà. Nó hít rất là chặt và hít rất là mạnh luôn. Đó thì báo giá bác luôn nhá. Hiện tại em đang bán là combo là 3 bộ 1 thì giá sẽ là 45.000 nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái combo 3 bộ bản lề. Bản lề 500 nhá, combo 3 bộ bản lề 500. 3 bộ bản lề 500 với giá sẽ là 45k nhá, 45k cho cái combo 3 bộ bản lề 500 nhá. Là bán được một combo là 3 bộ nhá, bên em không bán lẻ đâu. Đấy vì giá rất là rẻ. Đấy bán được các bác là cả 3 bộ luôn. Là một combo 3 bộ nha. Là 45.000 nhá. Đấy về những cái phần cánh cửa tủ, cánh tủ ra. Đấy nó hay đẩy ra, các bác mua này về thì nó các bác đẩy vào nó sẽ hít chặt luôn, nó sẽ giữ. Đương nhiên là cánh tủ nó bị trôi ra rồi, những cái phần cánh tủ, cánh ngăn kéo dùng rất là tiện. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này đây. Đấy, về các bác lắp đặt này. Đấy các bác chỉ việc ấn vào cái là tự động là nó sẽ hít vào rất là chặt luôn. Đấy đây. Đó thấy không? Đấy, có thể là cho những cái cửa tủ lùa được luôn này, cửa tủ đẩy này, cửa ngăn kéo này. Đấy, cánh tủ ngăn kéo này cũng ok luôn nhá. Nó cái này nó dễ dàng lắp đặt và dễ dàng sử dụng lắm. Nói chung là dùng rất là hay. Nếu như nhà bạn đây đang gặp trường hợp tủ ngăn kéo đóng không được hít như thế này thì có thể tham khảo ngay chiếc nam châm thử tính này. Chỉ với hai miếng nam châm nhỏ gọn, lắp đặt dễ dàng, chỉ cần dán lên bề mặt là có thể sử dụng được, phù hợp với mọi loại cánh tủ, cửa và ngăn kéo. Lực hút của loại nam châm thử tính này thì vô cùng mạnh, vậy nên bạn không cần phải lo về việc tủ, cửa, ngăn kéo nhà mình đóng không được hít nữa rồi phải không nào? Đấy các bác thấy không, chỉ việc là về mình dính vào, sau đó là các bác ấn vào cái là tự động là đến gần cái phần nam châm nó sẽ hít chặt vào luôn. Đó thấy không, nó sẽ hít chặt vào, nó không bị đẩy nữa các bác nhá. Nó dùng rất là hay. Đó thấy không, nó hít rất là chặt luôn. Đấy thấy không, đấy, lực hút cực kỳ mạnh nhá, lực hút rất mạnh. Đó thì hiện tại em đang bán một cái combo 3 bộ, combo 3 bộ bản lề thì giá sẽ là 45k nhá. 45k cho một cái combo 3 bộ bản lề thì cứ lên mã em sẽ là bản lề 500 nhá, 3 bộ là 45k. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con bóng led 16W này. Về các bác sử dụng dùng để thắp sáng này, rồi rất là hay luôn. Đấy, bóng led 16W nhá. Con này nó có nhiều cái chế độ màu khác nhau nhá, nhiều chế độ màu khác nhau đây. Nó là dạng bóng led dài dài này. Đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy nhá. Đấy, công suất của nó sẽ là 16W các nhá, 16W này. Nó là dòng bóng led nhá. Và nó có hai màu, nó có ba cái chế độ màu, là một chế độ màu ánh sáng trắng này, một chế độ ánh sáng màu vàng này và một chế độ là ánh sáng hỗn hợp cả trắng cả vàng lẫn lộn nhá. Dùng rất là hay luôn. Các bác nhìn cái phần chân này. Đấy, chân của nó sẽ là chân thân nhôm. Đấy, thiết kế thân nhôm nên là nó cho ra, nó khi mà bóng nó nóng nó tản nhiệt rất là tốt mà nó tăng được tuổi thọ của cái sản phẩm lên. Đấy thì em báo giá luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái bóng led 16W nhá. Đấy, bóng led 16W bên em đang bán một cái quả bóng led 16W ba chế độ màu nha. Với giá sẽ là đi 30.000 thôi. 30k nhá, 30k. Đấy, 30k cho một cái con bóng led 16W này, 30k nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bóng led 16W nhá, là bên em biết ngay là mã bóng gì luôn. 16W nhá, là 30.000 một quả nha. Đây em sẽ test cho bác coi về cái sản phẩm này. Con này nó sử dụng cái đuôi sẽ là đuôi xoáy nhá. Đấy thì về các bác có những cái đuôi xoáy để về các bác lắp vào. Đấy, lắp đặt vào sau đó các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220 là các bác xài thôi. Đây là các bác ơi, đây này em sẽ test cho bác coi nha, đây này. Đấy các bác bật đầu tiên, lần tiên thì nó sẽ ra ánh sáng màu trắng này. Đấy, bật phát nữa này. Đấy, nó sẽ ra ánh sáng màu vàng nhá. Bật phát nữa này là nó sẽ hỗn hợp cả trắng cả vàng này. Đấy, em sẽ quay sát cho bác coi. Đấy, đầu tiên là một cái dãy màu ánh sáng trắng nó lên nhá. Bật đi tắt lên này. Đấy, thì nó sẽ ra một cái dãy ánh sáng màu vàng này. Đấy, các bác bật một lần nữa này. À, tắt một lần nữa các bác bật lên này. Đấy, nó sẽ ánh sáng màu trắng.
cả trắng cả vàng lẫn lộn đấy, nói chung là phù hợp trong rất nhiều hoàn cảnh. Ví dụ như ánh sáng màu trắng mình dùng để thắp sáng này, ánh sáng màu vàng này các bác dùng để học tập này, rồi là làm việc này đấy, cần ánh sáng màu vàng hơn nhìn nó thật mắt này đấy, rồi là cái ánh sáng hỗn hợp thì mình sử dụng trong đa chức năng trong rất nhiều hoàn cảnh với nhau nhá. Đấy thì về các bác xài cho em với con bóng này, nói chung là rất là tiện dụng, rất đa dụng nhá. Mình chỉ việc tắt đi mình bật lại là nó sẽ chuyển tự động, nó sẽ chuyển về cái chế độ khác các bác nhá, rất hay luôn. Đó, sản phẩm này hiện tại bên em đang gửi bác giá sẽ là 30.000 một quả nhá. Bóng thì công suất sẽ là 16W nhá, sử dụng đuôi xoáy và dùng điện là điện 220. Đấy, lên mã em sẽ là cái ánh sáng cái bóng đèn 16W nhá. Đấy, bóng đèn 16W đang gửi bác là 30k một quả thôi, 30.000 một quả nha. Tiếp thì tô vít này, đấy tô vít để về các bác tết nhất, các bác xoáy các thứ này, rồi vừa xoáy vừa đóng này. Đấy, hiện tại thì em đã có hai mã, là một mã cây tô vít đầu bốn cạnh và mã đầu tô vít hai cạnh này. Đấy thì hay còn gọi là đầu cộng và đầu trừ đúng nhá. Đấy thì nó là dòng tô vít đóng, ngoài chức năng đóng thì nó cũng có thể là xoáy luôn. Đấy về các bác sử dụng gia đình, đấy mình tết nhất là mình có treo tranh, treo chiếc các thứ này, rồi là mình xoáy lại những cái thiết bị nhà mình, rồi là thậm chí các bác mua trước ra tết các bác đi làm, mình có thiết bị các thứ là mình xài luôn, ok luôn. Đấy thì bên em đang bán là 30.000 một cây nhá, 30.000 một cây. Con này thì chiều dài của nó, tổng chiều dài một cây này là 30cm nhá. Đấy thì bên em đang bán cho bác là 30k một cây tô vít đóng nha. Ngoài chức năng xoáy thì nó có thể đóng luôn, đây nó có phần đóng này. Đấy, phần đóng nhá. Hàng này cũng của Kabushi Japan. Đấy Kabushi Japan. À, đang bán cho bác là 30.000 một cây nhá. Hiện tại em đang có hai đầu là đầu cộng này và đầu trừ này. Đấy đầu cộng và đầu trừ. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây tô vít đóng. Đấy cây tô vít đóng nhá. Tô vít đóng thì đang có hai mã là cộng và trừ. Đây tô vít đóng này, tô vít đóng có cộng nha, có mã cộng và có mã trừ thì đang bán cho bác là một cây là 30k nhá. Đấy các bác cứ lấy cây nào thì cứ báo cho em, lấy cây cộng bên em nhà là bác cây cộng, lấy cây trừ bên em là bác cây trừ, và đang bán lẻ một cây là 30.000, và các bác có thể lấy theo cả đôi cũng được, lấy được cả đôi là 60.000. Đấy mua về cả đôi về mình có cả cộng và trừ mình xài luôn. Cái phần đầu này nó có cả nam châm từ tính luôn này. Đấy có cả nam châm từ tính luôn nhá, có cả nam châm từ tính dùng rất là tiện luôn. Tô vít đóng nhá, một cây là 30.000, có hai đầu là đầu cộng và đầu trừ nhá, lấy đầu nào thì các bác báo cho em thì em nhặt cho bác nhá. Và nhẫn đồng hồ để về cho các bác nhà mình chơi tết này, rồi các bác mua về cho con cháu nhà mình, tặng con cháu mình cũng rất là hay. Đây một con sản phẩm nhẫn đồng hồ nhá, dùng rất là tiện dụng luôn. Đây một chiếc nhẫn đồng hồ rất là đẹp. Đấy, có đồng hồ, mặt đồng hồ nhá, mặt đồng hồ rất là ok. Đấy thì về các bác muốn dùng thì các bác giật cho em cái phần cái nút khuy trắng ra này, sau đó là các bác ấn vào đấy là bắt đầu là đồng hồ chạy nha. Và các bác rút ra một đất nữa thì các bác có thể là điều chỉnh đồng hồ luôn. Đây điều chỉnh quay theo cái giờ mà các bác muốn điều chỉnh nhá. Đây đấy, ví dụ em để thành 8 giờ đi ạ, này 8 giờ này, đấy đúng 8 giờ bắt đầu ấn vào này, đấy bắt đầu đồng hồ sẽ chạy nhá. Đấy đồng hồ chạy ngon này luôn, và các bác đeo vào tay cho em. Đấy đeo vào tay, đấy rất đẹp luôn nhá, vừa thành một chiếc nhẫn này, vừa có cả cái mặt đồng hồ để các bác theo dõi giờ giấc, ok luôn. Cái phần này nó co giãn này, có nhìn này. Đấy cái phần này nó co giãn nhá, nên là nhiều bác bảo là ngón tay to ngón tay nhỏ có đeo không thì nó đeo hết luôn nhá. Đấy ngón tay to nhỏ nó đeo được hết luôn. Cái vòng hiện tại cái vòng này của nó khá là nhỏ này, đấy nên khi view như các bác tay nhỏ vẫn có thể đeo vừa, và các bác tay to thì nó sẽ giãn ra, đeo thì càng ok luôn, càng ôm tay. Đấy, lên tay rất là đẹp luôn, các nhìn này, lên tay rất đẹp luôn nhá. Đấy, giá hiện tại em đang gửi bác là một chiếc nhẫn đồng hồ này với giá sẽ là 40k một chiếc nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là nhẫn đồng hồ. Đấy nhẫn đồng hồ nhá, đang gửi bác là một chiếc nhẫn đồng hồ này với giá là đi 40k thôi, chỉ có 40.000 thôi nhá, 40.000 cho một chiếc nhẫn đồng hồ này, 40k một chiếc nhá, 40k thôi nhá, 40.000 cho một chiếc nhẫn đồng hồ rất là hay, nhìn rất là xinh. Đó thuốc kiến thì bên em vẫn còn để phục vụ bác nhá, lên mã giúp em sẽ là cái lọ thuốc kiến này. Đấy, dòng này thì có yên tâm về chất lượng đi. Đấy nếu mà không hết kiến thì bên em không lấy tiền đâu bác nhá, không hết kiến thì bên em không lấy tiền, cực kỳ là nhạy luôn. Đấy nhà bác hiện tại đang rất là nhiều kiến này. Đấy rồi là thời tiết các thứ nó mướt, kiến nó về rất là nhiều. Đấy thì các bác mua ngay cho em cái lọ này về nhá. Đấy thì các bác những cái chỗ nào mà kiến nó hay đi, nó hay xuất hiện này, đường đi lối lại, nó hang ổ này, thì các bác cứ giỏ trực tiếp cho em. Và cái con kiến này khi mà nó ăn cái dung dịch này xong thì nó sẽ công về tổ nhá các bác nhá, nó sẽ công về tổ, và những cái con khác nó sẽ ăn cùng với con này, và nó chết một loạt và chết cả đàn luôn. Đấy anh em cũng đã dùng và test sản phẩm thực tế rồi, em thấy rất ok, và mình em đã nhập về số lượng lớn để bán cho bác luôn. Đây cách dùng này, nhỏ 5-7 giọt vào đường đi hoặc nơi chuẩn ở kiến này, sau khi kiến rán chết ăn mồi từ 2-5 ngày sẽ chết này. Thực ra thì đây ở trên này người ta báo là 2-5 ngày thôi, nhưng mà em em cho nó ăn xong chắc khoảng tầm 2 tiếng sau là sạch sẽ, không còn một con kiến nữa luôn. Đấy, không thấy bóng dáng một con nào luôn, và không thấy bao giờ nó có lại luôn.
Em dùng khoảng tầm hơn năm nay mà chưa đến một con kiến nó xuất hiện lại nhá. Đấy, các bác thấy cái thuốc kiến nó nhạy nào, cực kỳ nhạy luôn nhá. Đấy. Giá nó thì bình dân thôi. Bên em đang gửi bác một cái lọ thuốc kiến này với giá sẽ là 10k nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là thuốc kiến nhá. Đấy, thuốc kiến thì đang bán lẻ một chiếc, một lọ đấy là 10k. Còn các bác lấy 3 lọ nhá. 3 lọ thì giá sẽ là 20k cho 3 lọ nhá. 20k là được 3 lọ. Đấy, là bán nó combo 3 lọ một để các bác dễ mua này. Còn bác nào dùng ít thì mình có thể theo mua theo một lọ. Một lọ là 10k, còn 3 lọ thì là 20k nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là thuốc kiến. Hàng bao dùng bảo hành cho bác luôn. Nếu mà hàng này mà không diệt được kiến thì bác em trả lại cho bác tiền luôn. Đấy, rất uy tín luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây kéo văn phòng. Lên mã giúp em sẽ là cái cây kéo văn phòng này. Em báo giá bác luôn, hôm nay em cũng xả kho cây kéo văn phòng này luôn. Bữa trước đang bán cho bác là 50.000, hôm nay em về cho bác mức giá rất dễ mua, bán xả vốn luôn. 30k nhá, 30k lên mã giúp em sẽ là cái cây kéo văn phòng. Cái cây này thì chuyên cho bác dùng để làm văn phòng, cắt giấy, cắt tờ. Đấy, cắt hồ sơ tài liệu rồi là các bác mua về cho các bé này mình cắt tranh giấy các thứ rồi. Ok luôn, hàng của Nhật Japan nhá, Asaka Japan, cũng là thép SK5, cực kỳ sắc bén. Dòng này thì các bác yên tâm về chất lượng này, cắt cực kỳ ngọt đây. Cắt bác coi này. Đấy, thấy không? Cắt ok, quá ok luôn, giấy giếc các thứ là cắt cực kỳ ngon lành. Đấy, quá ok ngon lành luôn này. Đây. Cực kỳ ngon lành nhá, cắt rất ngọt luôn. Đấy. Giấy giữa các thứ cắt ngon lành rồi, thậm chí cả giấy bóng con này cắt ngọt luôn. Đấy, nói chung là ok lắm. Đây là giấy bóng này, giấy bóng cái loại dạng dai dai dẻo dẻo này, nhưng mà con này cắt ngon lành này, các nhìn này. Giấy bóng ấy nhá, đây là giấy bóng ấy nhá. Đấy, giấy bóng. Bình thường là các bác những cái con kéo nhụt thì không bao giờ cắt thế đâu, nó cắt là dai dai, nhưng con này cắt cực kỳ ok đây. Các nhìn này. Đó, ngọt lành. Quá ngon luôn. Đấy. Thì cứ lên mã giúp em sẽ là cái cây kéo bếp. À xin lỗi các bác là cái cây kéo văn phòng nhá, kéo văn phòng. Chuyên dùng cho các bác làm văn phòng. Đấy, rồi là văn phòng phẩm, làm cắt giấy, cắt tờ. Đấy, rồi thậm chí các bác mua về cắt nhà bếp cũng ok luôn. Đấy là tùy nhu cầu các bác xài nhá. 30.000 một cây thôi. Mà em giảm giá xả kho luôn cái mã này luôn. 30.000 một cây. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây này là cái cây vòng gỗ đeo tay này. Đấy, các bác mua về sử dụng này. Đấy, đeo thời trang này rồi các bác đeo niệm các thứ ok luôn. Đấy, một chiếc vòng bao gồm là một vòng và một hộp đi kèm luôn này, có cả một cái hộp này. Đựng trong một chiếc hộp rất là xinh, các bác mua về làm quà biếu tặng, mua về sử dụng cho em rất ok. Đấy, một chiếc hộp rất là xinh nhá, bên trong thì sẽ là một chiếc vòng. Vòng này thì nó rơi khoảng tầm là hơn 300 hạt nhá. Đây là vòng rất đẹp, vân gỗ lên, các bác nhìn này, vân gỗ lên rất ok. Đấy. Đấy thì về các bác có thể đeo cổ này, đeo tay này. Đấy, rồi làm vòng vòng lần cái thứ ở đây. Đeo vào tay nhìn rất là thời trang, rất là đẹp luôn. Đấy, nhìn rất ok đây. Đấy, đeo tay quá đẹp luôn này. Đó. Con này thì nó là cái vòng chun nhá, cái vòng chun nó có cái vần dây chun nó co giãn để các bác đeo phù hợp với rất là nhiều những cái kích cỡ khác nhau đó. Lên mã thì em sẽ là sản phẩm là cái vòng gỗ đeo tay nhá. Em nhắc lại một lần nữa là cái vòng này là vòng gỗ đeo tay nhá. Đấy, vòng gỗ đeo tay. Đấy, vòng gỗ đeo tay. Giá tại em đang bán một chiếc vòng gỗ đeo tay là bao gồm là cả vòng cả hộp như này, là một bộ này là 40.000 này. Đấy, các bác mua về làm quà biếu tặng, mua về sử dụng này rất là ok luôn. Vòng gỗ đeo tay nhá. Vòng gỗ đeo tay đang bán bác là 40k cho một chiếc vòng gỗ đeo tay nha. Đấy, 40.000 nhá. Đây, bên ngoài là vỏ hộp rất là đẹp xịn này, bên trong nhá, bên trong thì là vòng rất ok luôn. 40k nhá, vòng gỗ đeo tay. Mã bảng tự xóa này, lên mã sẽ là cái bảng tự xóa nhá. Nay thì về cho bác một mức giá rất dễ mua luôn, chỉ còn có 30.000 thôi. Bữa trước đang bán là 60k, giảm luôn bác, chỉ còn có 30k một chiếc bảng tự xóa nhá. Lên mã cho em sẽ là bảng tự xóa, các bác mua về cho cháu mình vẽ vời tô vẽ này. Đấy, rồi các bác về dùng được, làm một cái bảng để nốt nốt các thứ vào đây. Đấy, khi nào mà mình dùng xong mình bấm cái là nó tự động nó xóa đi, rất là tiện đây. Đấy, đây nhá, đằng sau thì nó có một cái nút mở khóa, các bác gạt về cho em là cái nút mở khóa này. Đấy, gạt về nút mở khóa nhá. Đấy, bắt đầu là bảng nó mới sử dụng được, còn không bình thường là nó sẽ ở trạng thái khóa là các bác không dùng được đâu. Và có kèm cả bút đi kèm này. Đấy, đi về các bác vẽ vào cái thứ này, bấm cái nó mất luôn. Đấy, vẽ vào cái thứ này, bấm cái mất luôn, vẽ vào này, bấm cái mất luôn. Đấy, rất là hay. Đấy thì các bác cứ lên mã em sẽ là bảng tự xóa nhá, bảng tự xóa. Giá bên em đang gửi bác là 30.000 thôi, xả kho bán em bác luôn. 30k một chiếc bảng tự xóa này, bấm cái mất luôn, rất là hay coi nhá. Đấy, mua về các cháu mình tô vẽ này, rồi là các bác mua về mình ghi nốt vào đây. Đấy, những cái gì ghi nốt đây. Đấy, khi nào mà ghi xong mình cần xóa cái mình bấm cái mất luôn, rất hay nhá. Đấy, có kèm cả bút đi kèm luôn. Ok, 30k cho một chiếc bảng tự xóa, đang xả kho bán nốt cho bác luôn. Tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác đó là cái mã đó là cái khay bánh mì nhá. Cứ lên mã em sẽ là khay bánh mì. Đấy, hiện tại thì bên em đang bán lẻ một chiếc là 25.000. Các bác lấy theo combo 5 chiếc khay bánh mì một thì giá sẽ là 110.000 cho 5 chiếc nhá. Còn các bác lấy lẻ một chiếc thì là 25.000.
đấy, rất là hay. Một chiếc khay ở bên nước ngoài này người ta hay dùng để làm bánh mì vào đây các nhá. Đấy thì bên em hay gọi là khay bánh mì. Đấy, đợt đấy về cái lô này màu vàng nhìn rất là ok nhá. Đấy, màu vàng nhìn rất là sang trọng lịch sự này, quý phá này, ok luôn. Đó. Khay bánh mì các nhá. Đấy, con này thì nó dài rộng chắc dài khoảng tầm 25 các nhá, dài khoảng 25 rộng khoảng tầm 17 các bạn. Đấy, khá là to rộng, về các bác đựng đồ khô đồ ướt đây được hết luôn. Đấy, về mình bày đồ ăn đồ uống này các thứ này. Rồi về làm những chiếc khay. Đấy, mình đựng đồ khô này. Rồi đấy, rồi. Em bán một bác bảo mua về để đựng ốc vít các bác nhá. Đấy, mua về để đựng ốc vít. Nói chung là tùy nhu cầu, về các bác ứng dụng sử dụng trong công việc thấy phù hợp thì ok thôi. Đấy. Dày dặn chắc chắn mà giá nó bình dân nó chỉ có 25.000 một chiếc thôi. Rất là đẹp luôn. Đấy, hoa văn họa tiết thì rất ok đây. Khay bánh mì nhá, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là khay bánh mì. Hàng này là hàng nhập ngoại, hàng thanh lý của siêu thị nước ngoài nhá, nên rất ok. Đó. 25k một chiếc khay bánh mì nhá. Còn các bác lấy theo combo 5 chiếc một nhá thì giá của nó sẽ là 110.000 cho 5 chiếc nha. 110.000 cho 5 chiếc rất là đẹp luôn. Đấy, nhìn cực kỳ là đẹp sang trọng này. Đấy, nó thiết kế như kiểu dạng cái thuyền đây này. Đấy. 25k một chiếc, 5 chiếc là 110.000 nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là khay bánh mì. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác một cái mã hàng rất là hay, đó là cái cây thước sao chép này. Hôm nay em cũng xả kho luôn cái mã này luôn. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là phẩm cái cây thước sao chép nhá. Thước sao chép này bữa trước đang bán là 150.000, hôm nay em về cho bác một cái mức giá dễ mua, chỉ có 80.000 thôi. 80k cho một cái cây thước sao chép này, 80k một cây. Đây các bác, đây em mở cho bác một cái cây này. Cái này rất là hay này, ví dụ những cái phần mà ngóc ngách ấy, các bác đo đi có thứ là nó mất thời gian. Đấy, rồi là khi mà mình đo giờ nó ra một cái bản sao nó không được hoàn chỉnh, không phù hợp thì đây. Đó, các bác sử dụng ngay cho em một cái con thước sao chép này. Đấy. Đấy, ví dụ như là em cần đo một cái phần góc như chẳng hạn này. Đấy, các bác đo mất thời gian góc tường mà nó nhọn này. Đấy thì các bác chỉ việc ấn ngay vào này. Đấy, ấn vào cái là nó sẽ sao chép ra một cái kích thước hình là nó y xì phóc này, có gì mở ra đấy theo. Là nó khớp luôn vào với cái phần góc tường và góc nhà mà các bác cần đấy. Rồi là những cái vật như là hình tròn, con này vẫn có thể là bo được vào nhá. Đấy. Nó vẫn có thể là bo được vào, rất là hay luôn. Nói chung là rất là ok. Đây này. Đây với nhá. Đây này. Đấy, ví dụ như cái phần ngóc ngách này, những phần ngóc ngách là con này vẫn có thể là khớp vào sao chép đúng y là một cái bản gốc luôn. Đấy, sau đó các bác lấy ra để các bác kẻ vẽ, để các bác làm thành một cái bản sao rất ok. Đấy thì con này có gọi là thước sao chép nhá. Thước sao chép. Bên em đang gửi bác cái cây thước sao chép này với giá chỉ có 80.000 thôi. Nay em xả kho bán cho em bác một cái cây thước luôn, rất là thông minh, rất là hay. Nói chung các bác mua về xài sử dụng ok luôn. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy. Đấy, ví dụ như là trong những phần góc ngách các thứ là các bác muốn sao chép lại một cái hình dạng mà nó như thế này. Đấy thì các bác ấn ngay vào nhá. Đấy là khớp vào luôn. Thấy không? Khớp vào rất là ok nhá. Những phần vị trí ngóc ngách tường và những phần vị trí khó các bác sao chép lại hình ảnh để các bác cắt một cái viên đá ra. Các bác ghép vào đấy chẳng hạn này. Đấy để cho nó khớp vào này. Rất là hay luôn nhá, cực kỳ là thông minh luôn. Đấy rất là ok đây. Đấy. Đấy bánh xe này, góc tường, hình tròn, hình vuông, hình bầu dục các thứ, tất cả các loại hình đường cong, đường thẳng được hết các bác nhá, nó sao chép rất hay. Đấy thấy không? Nó khớp vào luôn. Rất ok luôn. Đấy, ứng dụng trong rất là nhiều công việc các bác sử dụng nhá. Đấy, anh em thợ thuyền dùng quá ok luôn nhá. Chỉ có 80.000 thôi, 80.000 cho một cái sản phẩm, một cái cây thước sao chép này. Bữa trước bên em bán rất nhiều đấy. Đấy, hôm nay lại quay lại bác luôn, và hôm nay cũng đồng thời là giảm giá xả kho xả luôn. 80k nhá, lên mã anh em sẽ được cây thước sao chép. À cái cây này thì em báo luôn là chiều dài của nó vào là 25 nhá. Chiều dài nó vào 25. Đấy 25. 25 cm nhá, chiều dài là 25 cm. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây kìm bấm cúc này. Tiếp tục lại về cái mã hàng đó là cái cây kìm bấm cúc nhá. Một cái bộ kìm bấm cúc này sẽ gồm có là một cái cây kìm và đi kèm với bác là một cái túi cúc để về các bác có thể các bác xài luôn. Đấy rất ok đây. Đây là túi cúc này, còn đây là cái cây kìm chính nhá. Đấy thì về các bác đặt vào trong cái khe vần vải này. Đấy, bên dưới là các bác cho một cái cúc, bên trên con cho cúc, bấm vào cái là thành nó tạo thành một chiếc cúc luôn, rất là ok. Đây có phần khóa này. Rất là ngon lành luôn, rất là tiện nha. Con này về các bác sử dụng, mình dùng để bấm cúc, các bác đỡ phải khâu vá gì. Các bác cho vào là các bác bấm thôi. Đấy. Nó là cái dạng cúc bấm nhá. Đây thì túi cúc nó đây. Đấy. Nó là cái dạng cúc bấm. Đấy, các bác cho cúc kia có thứ vào các bác bấm là ok. Đỡ phải khâu vá nhá, nó rất là nhanh. Đấy, đỡ phải khâu vá một thời gian mà nó thành một chiếc cúc bấm nhìn rất là đẹp luôn. Đó, em báo giá luôn nhá. Lên mã cho em sẽ là cái cây kìm bấm cúc. Đó thì cái bộ sản phẩm này hiện tại em đang bán cho bác là 40.000 các nhá. Lên mã cho em sẽ là cái bộ kìm cúc nhá, bộ kìm cúc. Đấy, bộ kìm cúc này. Đang gửi bác là 40k nhá, 40k thôi, chỉ có 40.000 cho một cái bộ kìm cúc rất là ok luôn.
Đấy, về các bấm vào quần áo túi nhà mình rất là tiện, đỡ phải khâu vá gì lằng nhằng. Đấy, mua về cái là xếp cúc vào là bấm thôi. Đây các bác cùng xem một cái video thực tế về sản phẩm này đây. Chắc chắn là chị tìm bấm cúc quần áo mà nhà ai cũng sẽ cần đến nhá. Đi kèm thì shop có tặng luôn cái bộ nút cài như thế này. Mình có thử bấm vào khẩu trang thì quay, bấm một cái là được luôn này. Mọi người chỉ cần bấm thêm một bên nữa là có thể đóng lại thôi. Nhưng mà khẩu trang thì quá dễ rồi đúng không? Nên là mình thử với cái áo thun hai lớp này xem sao. Thì đấy nhá, vẫn chỉ cần một lực vừa phải là được thôi. Rồi, mình sẽ tiếp tục lôi cái quần jean ra check thì kết quả vẫn cứ là ok la luôn. Cái kiểu này là mấy quần áo rộng bụng tới công chuyện với mình rồi này. À, với cả mình mới học được cái này khá là hay. Mọi người bấm khẩu trang ấy và cho hạt thơm hoặc là cà phê vào đây, treo trong nhà là giúp thông phòng và khử mùi tốt lắm nhá. Nhưng mà phải công nhận là cái kìm này xịn, hữu ích, hốt về liền nhá mọi người. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, về các bác chỉ việc mua về bấm vào quần áo mình. Đấy, rồi bấm những cái đồ cần thiết, các bác cần cài cúc là ok. 40k cho một cái bộ kìm cả cúc này các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà, đó là cái dây sạc cũng như là cái ổ điện U3 hiện tại bên em vẫn đang phân phối cho bác này. Đấy, đây dây sạc 3 đầu, dây sạc này tại bên em đang có giá là 40.000 cho một chiếc dây sạc thôi nhá. Dây sạc bọc silicone chống gập chống gãy. Con này các bác cứ gập gãy rồi các bác cứ dùng cho em thoải mái đi, cực kỳ là nồi đồng cối đá luôn. Đấy, dùng chắc là khoảng tầm chục năm mới hỏng. Nó sẽ gồm có là một đầu vào sẽ là cổng USB nhá và ba cổng ra nhá, ba cổng ra thì sẽ có là chân sạc iPhone này, chân sạc Type-C đời mới này cho Samsung này và chân sạc micro USB cho những cái máy đời cũ này. Đấy, nói chung là máy đời cũ, đời cao, đời thấp là các bác có thể dùng được tất cho ba cái chân này luôn. Đấy, nghĩa là ba cái chân này các bác sạc được cho hầu như là tất cả các loại máy phổ thông hiện tại trên thị trường bây giờ đang sử dụng nhá. Đây, phần dây của nó đều được bọc silicone này. Đấy, các bác cứ bẻ lại, bẻ gập cho em thoải mái, không lo bao giờ nó gãy luôn. Cái phần đầu này nó làm thiết kế rất chắc chắn nhá. Đầu của nó là bằng khung thép, viền thép này. Đấy, khung thép, viền thép và có cả đèn báo luôn nhá. Sau này là có cả đèn báo luôn nên rất là hay. Đấy, nó biết ngay là nó có điện hay không. Đấy, có cả đèn báo này. Đây là cái phần các bác nhìn, nó làm cái phần trục ra ba này, một ra ba này, có nhìn này, nó bo một cái vòng kim loại rất là to luôn. Đấy, chắc chắn ok, xịn sò con này. Đấy, 40.000 thôi. Đấy, giá nói chung là giá tốt nhất thị trường. Bên em chỉ có duy nhất một loại thôi nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái dây sạc cam nhá. Dây sạc cam hoặc là cái dây sạc ba đầu nhá. Dây sạc ba đầu sạc đa năng hầu như tất cả các loại máy nhá. Giá anh em đang gửi bác là đi 40k một chiếc nhá. 40k lên mã anh em sẽ là cái dây sạc cam hoặc là dây sạc ba đầu đều được. Giá đang gửi bác là 40k cho một cái dây sạc cam ba đầu 40k. Ngoài ra thì bên em có bán thêm cho bác đó là cái ổ điện Thái này, ổ điện Thái Lan, ổ điện U3 nhá. Ổ điện Thái U3. Ổ này thì giá bình dân thôi, đang gửi bác là 50.000 một cái ổ này. 50k một chiếc ổ điện Thái U3 nhá. Mã của nó sẽ là mã U3. Đấy, nó sẽ gồm có cho bác là những cái ổ cắm này để về các bác cắm những thiết bị điện 220 này. Ngoài ra thì nó sẽ có tích hợp thêm cho bác là ba cái cổng USB nhá, ba cổng USB để các bác có thể là cắm sạc điện thoại này, rồi là các bác cắm những thiết bị sử dụng cái nguồn là nguồn 5V các bác nhá. Nguồn 5V là các bác cắm ở đây là ok. Đấy, con này cũng có cả đèn báo này, công tắc an toàn này. Đấy, lúc nào dùng thì các bác bật lên, không dùng mình có thể tắt đi. Đấy, vừa an toàn tránh tình hiện chập cháy này, rồi là ví dụ nhà có những người già trẻ con chẳng may nó có va chạm vào nó không bị giật này. Đấy, các bác có cả một cái công tắc an toàn rất là tiện nhá. Đây, dây nguồn đây, cắm trực tiếp vào nguồn 220 là các bác xài cho em thôi, rất là ok luôn. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái này là cái ổ điện Thái U3 nhá. Ổ điện Thái U3 này. Bên em đang gửi bác là 50.000 ổ thôi, chỉ có 50k ổ, giá rất là bình dân luôn, 50k về các bác xài. Đấy, thì các bác có thể mua kèm cùng với cái dây này. Thì cái dây này về các bác có cái là chỗ là mình về có cái ổ này mình cắm đây luôn. Đấy, sau đó là các bác có thể sạc luôn cho điện thoại thứ ok luôn này. Đấy, còn đây ổ đây. Ổ thì ngoài ra có cả ổ điện và có cả ổ sạc luôn. Đấy, một chiếc ổ cực kỳ là hữu dụng trong gia đình nhà mình, sử dụng cắm được rất là nhiều những cái thiết bị nhá. Xài ok luôn. Đấy. Ổ điện U3 là 50.000 một ổ nhá. Còn là cái dây sạc cam thì đang gửi bác là 40k nhá. Đấy, thì tùy nhu cầu mình có thể là mua lẻ hoặc các bác có thể mua theo cả combo luôn, vừa ổ vừa dây luôn các nhá. Về các bác xài luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây kéo cắt gà của Nhật này. Tiếp tục về mã hàng cây kéo gà Nhật phục vụ các bác dịp Tết nhất này. Đấy, về các bác cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương, cắt rau củ quả nhà bếp cho em cực kỳ đa năng. Đấy, con này hàng của Nhật nhá, Japan. Dòng thép SK5 nhá, dòng thép SK5 là một dòng thép không gỉ và cực kỳ sắc bén luôn. Đấy, phần tay cầm nó rất là trường tay này, trường tay các bác cầm nó ôm. Đấy, cầm nó ôm tay cắt rất là ngọt. Đấy, con này cắt thì cực kỳ ok. Đấy, gà mà vịt các thứ là các bác ngại chặt, các bác không muốn lấy thớt đâu các bác xài. Các bác cầm ngay cho em con này các bác phang cho. Đấy, cứ thế là các bác nghiến cho em thôi. Nghiến cực kỳ ngọt luôn nhá, nghiến cực kỳ ngọt luôn. Xương xiếc con này là ăn một phát một luôn nhá. Đấy, xương xiếc là ngon này luôn. Đấy, ngoài ra thì con này nó có chức năng là đánh vảy cá này. Đấy, các bác nhìn cái phần răng cưa bên dưới ấy, là đánh vảy cá nhá, dùng là đánh vảy cá. Rồi là một cái chức năng nữa là khe đây này,
là cái phần là ví dụ như là các bác nhà các bác mà có ăn cuôn ghẹ là có cái càng các bác cho đây các bác kẹp này, rồi những cái quả cứng như là quả óc chó rồi các bác cho đây các bác kẹp đấy, để cho nó vỡ ra nhá, cho nó vỡ ra rất ok luôn. Một chiếc kéo con gào Nhật cực kỳ là đa năng luôn, sử dụng được nhiều chức năng và nó rất là dày dặn chắc chắn. Này các nhìn này, phần thớ thép nó rất là dày đấy, thớ kéo rất là dày. Còn này các bác dùng thì cực kỳ là bền bỉ vì yên tâm luôn. Giá bán hôm nay em cũng xả kho luôn cái mã này luôn, bữa trước đang bán với bác là 170.000. Đấy, hôm nay em về cho bác giá là đi 130.000 nhá, 130.000 thôi, xả nhanh bán nhanh luôn. 130k lên mã giúp cho em sẽ là cái sản phẩm là cái kéo gà Nhật nhá, kéo gà Nhật đấy, 130k một cái cây kéo cắt gà Nhật này. Giá này là gần như là giá tốt nhất hiện nay rồi đấy. Đấy các bác tranh thủ chốt nhanh luôn nhá. Đấy, về các bác chuẩn bị Tết nhất này, mình có cây kéo cắt nhà bếp này, gà vịt thịt xương, cắt rau củ quả đấy, ok luôn nhá, 130.000 một cây, đa năng sử dụng rất là nhiều việc luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con đuôi đèn điều khiển này. Đấy bác sẽ cái cây đuôi đèn điều khiển nhá, báo giá bác luôn. Nay em cũng xả kho luôn cái này nhá. Đuôi đèn điều khiển. Bữa trước sản phẩm này đang bán là đi 90k. Nay em về đây bác mức giá dễ mua luôn là đã bao tiền nhỉ? 80.000 nhá, 80k cho một cái đuôi đèn điều khiển này, 80k thôi. Giá rất dễ mua. Đấy, bộ sản phẩm sẽ gồm có là cả pin biếc các thứ đầy đủ đi kèm luôn. Cái này thì cực kỳ dễ dàng lắp đặt, về các bác mà có sẵn cái đuôi ở nhà mình rồi ấy thì các bác mua ngay trong cái đuôi này về các bác lắp vô, thế là xài ngon lành luôn. Đây nó sẽ gồm có là một cái đuôi này đấy, một cái đuôi đấy, đuôi nối tiếp vào đuôi nhá, và một cái tay điều khiển đấy. Con này thì nó điều khiển khoảng tách khoảng tầm 20-25 mét là ok đấy. Đây có nút bật tắt này, ngoài ra nó có cả chức năng hẹn giờ nhá. Đấy các bác hẹn giờ thì ví dụ như là 15 phút này khi bật lên mà hết 15 phút nó sẽ tắt này, 30 phút khi bật lên thì hết 30 phút nó sẽ tắt này. Đấy và tương tự là 60 phút cũng như thế luôn. Đấy, thì về các bác tháo con nắp này ra lắp cho em hai viên pin này các bác xài. Còn đây là cái đuôi đèn chính nhá. Đây là cả cái cục nguồn điều khiển nó thứ là nó trong hết. Còn đây là các bác chỉ cầm cái tay điều khiển này các bác bấm thôi. Đấy thì về các bác có cái đuôi sẵn ở nhà mình rồi, các bác lắp cái đuôi sẵn nhà mình, sau đó là các bác ở cái đuôi này các bác lắp cho em quả bóng vào. Các bác cần điều khiển ấy thì các bác bấm vào là xài thôi. Đấy, bật tắt các kiểu luôn, rất ok. Cái này anh em cũng đang xài đang dùng ok lắm, em thấy ok. Đấy, bền chắc chắn mà tiện các bạn, nói chung là tiện, mình đi đâu đi lại mình cầm cái điều khiển mình bấm cái là xong, ok luôn, ngon lành nhá. Giá anh em đang gửi bác giá rất là tốt luôn, chỉ có 80k thôi, lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi này điều khiển nhá, 80k. Đây em test cho bác coi, nhà em đang xài này. Đây là coi nhà em đang xài con đèn 8 cánh này. Đây em bật cho bác coi nhá. Bật này, tắt này, bật này tắt này. Đây, cái đuôi đèn nhà em đang xài đây. Cái điều khiển nhà em đang bấm cái này em gắn tiện luôn tường cho nó tiện này. Tắt này, bật này, tắt này. Thì nó có cả cái chức năng hẹn giờ là bác dùng nhau dùng. Đấy còn đây em chủ yếu là bấm và tắt thôi, hẹn giờ thì em không xài mấy. Đấy, đây, rất tiện dụng nhá. Đó, rất ok. Đấy con này đang lắp con đèn 8 cánh luôn, rất ok luôn. Rất tiện nha coi nhá. Đó đi về các bác lắp đặt là xài thôi. Cái này nó lắp đặt vừa dễ lắp đặt này mà nó rất là tiện nha coi nhá. Rất là tiện, mình không cần phải dây dạo thứ gì lằng nhằng. Đấy. Có cái điều khiển này các bác bấm. Đấy mình đi lại mình cứ cầm mình bấm là xong. Ok luôn. 80.000 một cái bộ đuôi đèn điều khiển nhá. 80k. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái này là cái đầu tưới cây tự động này. Lên mã sẽ cái bộ đầu tưới cây tự động nhá. Cái này rất là hay. Đấy. Các bác mua về sử dụng nhá. Thì đây, một bộ nó sẽ gồm có là một cái đầu này này, đấy, một cái đầu này. Đấy, đi kèm với lại cái van này nữa. Đấy thì về các bác lắp vào nhá, lắp vào. Đây lắp đúng như này cho em. Đấy, nó có cái lỗ cắm này các bác cắm vào đây. Đấy và cái phần này các bác cho cái chai nước vào đây. Các bác lấy cái chai nước nào được, các bác xoáy cho em cái chai nước này vào này, xoáy cho em cái chai nước vào, xoáy vào đấy. Sau đó là các bác mở cái van này ra. Ở đây nó có cái van điều chỉnh này, cái van này là cái van điều chỉnh nước nhá, van điều chỉnh áp nước nó ra nhiều ít thì các bác điều chỉnh cái van này. Còn là cái phần này là các bác lắp những cái chai nước, ví dụ chai Coca, chai Pepsi, chai to, chai lớn, chai Lavi. Cái này nó là cái gen phổ thông nhá, những cái chai nước hiện nay ở thị trường là nó lắp vào được hết luôn. Đấy, rất ok luôn. Về các bác cắm trực tiếp vào đất này, sau đó bên trên này cái chai nước ở cái phần đít chai thì các bác cắm cho mấy cái kim vào là các bác xài thôi, rất là hay luôn. Đó, cái này là cái tưới cây nhỏ giọt các nhá. Đó thì các bác lên mã giúp em sẽ là cái vòi, cái này là cái bộ vòi tưới cây nhỏ giọt nhá. Đấy, về các bác lắp vào cho các chai nước đây, các bác cắm đất và các bác điều chỉnh cái van này, nước nó sẽ ra theo nhu cầu nhá. Đặc biệt ví dụ các bác hay đi xa nhà hay đi công tác lâu ngày, các bác không để ở nhà chăm sóc cây cối được thì các bác mua cho em cái này về cắm trực tiếp với cái gốc cây. Đấy, bơm thêm ít nước vào cái chai nữa là các bác cắm xuống là các bác xài thôi, nó ra nó rất là từ từ nhá, mà nó lúc nào cây cối nó có nước nó cũng xanh tươi ok luôn. Đấy thì hôm nay em xả kho luôn cái mã này nhá. Em bán cả một lố 10 cái luôn nhá, không bán lẻ nhá, bán cả lố 10 cái luôn thì sẽ có giá là đi lên mã em sẽ cái combo 10 cái đầu tưới nhá, combo 10 đầu tưới.
thì sẽ có giá là đi 50.000 thôi các bác nhá. 50k cho một combo 10 đầu tưới cây tưới nhá. Đấy. Còn nếu mà các bác muốn mua lẻ, em cũng có bán lẻ bác luôn. Bán lẻ thì bên em đang bán lẻ một cái đầu tưới như này thì sẽ là 10.000. Còn các bác mua cả combo rõ giá nó sẽ tốt hơn. Mua cả một combo 10 đầu như này chỉ có 50.000 thôi. Giá rất là tốt. Đấy, rất là hay. Đây. Các bác cùng xem một video thực tế về sản phẩm này. Đây nhá. Đây. Chai nước này nhá, đấy chai nước. Đấy, sau đó các bác mở cái van này ra, mở cái van ra các bác cắm đất này, thì các bác sẽ điều chỉnh cái van nước nó sẽ ra là từ nhá. Đấy cái phần trên đít chai, thì các bác đục cho mấy cái lỗ nhá để nước nó ra nó sẽ đều hơn. Đấy, ok luôn đây, các bác nhìn này, đấy nó nhỏ giọt từ từ nhá. Thì lúc nào cây nhà mình cũng có nước tưới, đấy, cũng có nước chăm sóc cho cây rất là xanh tươi, ok luôn, dễ sử dụng mà rất là hay, thông minh nhá. Một cái combo 10 cái đầu tưới nhà là 50.000 nhá. Thì nếu mà theo các bác nên lấy cả combo giá nó sẽ tốt hơn. Còn nếu mà các bác lấy một đầu thì sẽ có giá là 10.000. Một đầu tưới cây này là 10.000. Còn các bác lấy cả combo 10 đầu thì sẽ là 50.000 nhá. Đầu tưới cây nhỏ giọt nhá, đầu tưới cây nhỏ giọt. Rồi tiếp theo thì lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái thước lỗ ban này. Thước lỗ ban thì hiện tại em đang có hai mã là thước thước này là thước 5m, à thước 7m này, một mã là thước 5m này, thì hiện tại đang có hai mã nhá. Hàng con này của hãng của Filter. Đấy, dòng này cực kỳ ok. Về các bác đo đạc các thứ ok. Mặt sau đây sẽ có là lỗ ban này, mặt sau có lỗ ban, mặt trước này nhá, số to rõ ràng ok luôn. Đấy, rất ngon lành xịn sò. Đó thì các bác lên mã giúp cho em xem sản phẩm là cây thước lỗ ban nhá. Thước lỗ ban thì hiện tại đang có hai cỡ là một cỡ 5m nhá, 5m và một cỡ 7m rưỡi. Đấy thì em báo giá luôn, cỡ 5m thì em đang bán là 40k và cỡ 7m rưỡi đang bán cho bác là đi 50k nhá, 50k một cây thôi. Đấy, dòng thước lỗ ban nhiều bác rất hỏi cái thước này. Đấy, về các bác đo phong thủy thứ rồi. Đấy, vừa đo phong thủy vừa đo chiều dài chiều rộng ok luôn. Đấy, dòng thước của Filter kéo rất trơn tru này. Đấy, kéo rất trơn tru, kéo êm du luôn nhá, không dít thế nào luôn. Đấy, thước vào phần phập luôn này, rất ok, chắc chắn lắm. Hàng hãng hàng Filter, Filter một trong chia thương hiệu của Nhật. Đấy, chuyên về đồ kim khí, đồ cho anh em sửa chữa thợ thuyền rất là nổi tiếng rồi. Đấy. Con này là con 5m này. Đấy, mặt sau có lỗ ban ok luôn. 5m giá 40k, 7m rưỡi giá 50k nhá. Đấy, thước lỗ ban nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái lọ thuốc kiến này. Đấy, nhà bác nào nhiều kiến thì các bác tham khảo cho em con sản phẩm này, cực kỳ nhạy luôn. Đấy, thuốc chế phẩm thuốc kiến rán sinh học. Đấy, về bác nào có nhà có kiến rán ấy, các bác mua này cho em cái lọ này về. Giá bên em đang bán một cái lọ thuốc kiến này với giá là 10.000 nhá, 10.000. Còn nếu các bác lấy 3 lọ sẽ có giá là 20.000 thôi. Giá rất bình dân hạt rẻ luôn. Đây. Lên mã em sẽ là thuốc kiến nhá. 10k trên một lọ nhá, 10k một lọ. Lấy 3 lọ nhá, 3 lọ sẽ có giá là 20k thôi. 3 lọ là 20k, dùng rất là hay luôn. Đó, 3 lọ là 20.000. Cái này thì cam kết bác là diệt kiến 100% luôn. Bác nào mà nhà mà hết không hết kiến, giỏ cái loại này mà không hết kiến thì hoàn tiền lại cho bác 100% về cái giá trị đơn hàng luôn, rất ok. Đấy. Các bác mua về cứ mua về giỏ cho em. Đấy, những chỗ nào nhiều kiến rán là các bác giỏ trực tiếp vào cái chỗ nào mà hang ấy, rồi đến cái chỗ mà đường đi đối lại những chỗ nào nó hay tập trung nó ăn mồn nữa thì các bác giỏ ngay cho em cái dung dịch này vào. Đấy, con này là toàn bộ từ sinh học, từ mật mía các thứ này, rồi là từ mật mía, mật ong, đường những các thứ này. Đấy, thì các bác cứ đây này, nó có cách dùng là nhỏ 5-7 giọt vào đường đi hoặc ấy này, nơi trú ẩn của kiến rán này. Đấy, thì cái con này, cái hay của sản phẩm này là khi mà nó ăn ấy thì nó sẽ không chết ngay mà nó bắt đầu nó đi về tổ nhá. Nó đi về tổ và những cái con đồng bọn là nó thấy thơm thì nó sẽ lại tập trung, nó bâu vào những cái con kia. Và nó bâu con kia thì nó sẽ lây lan ra một loạt cả một cái nó cả một cái hang ổ của nó luôn, là nó sẽ chết, là chết hàng loạt và chết tận gốc, chết cả hang ổ luôn nhá. Thì rất hay. Cái này anh em dùng, nói chung là dùng là các bác ngày thứ nhất còn thấy kiến, đến ngày thứ hai là không thấy một con nào luôn, bóng dáng không thấy con nào luôn, mà nó diệt tận gốc luôn nhá, cực kỳ nhạy luôn. Đấy, thuốc diệt kiến rán nhau nhá. Một lọ là 10k, các bác lấy 3 lọ sẽ là 20.000 nhá. 3 lọ là 20.000.
cây chổi lông xù các bác nhá. Lên mã em sẽ là cái cây chổi lông xù hoặc là cây chổi xanh. Cái này thì nó thiết kế là những cái sạng rợi cước này. Đấy, ví dụ như các bác mua về dùng để rửa xe này, rồi là rửa cọ quạt này, rồi là những cái phần khe kẽ ở nhà mình ấy, các bác dùng để các bác cho vào. Nó cái con này nó có cái phần đầu nhọn này, các bác cho vào nó lọt khe rất là thích luôn. Đấy. Đây em xem có gì để em có cái khe để em cho vào em nhét cho bác coi nhìn hay lắm. Đây là các bác này, đây em sẽ test bác coi này, ví dụ như là nhà các bác mà có những cái phần khe kẽ nó nhỏ nhỏ này một chút này. Đấy, các bác cho này vào này. Đấy, cho nó vào. Đấy, sau đó các bác lại kéo lại này. Đấy, nó rất là hay. Thì nó rất là sạch. Các bác cọ rửa những cái phần khe kẽ ở bàn ghế này, rồi là đồ dùng nhà mình này, rồi là rửa xe, rửa cỗ thứ các bác dùng cái cây này cho em rất hay. Và cái con này nó có thể uốn này. Đấy, nó có thể uốn cong đi, rất ok. Rồi là nó luồn lách những phần khe kẽ của cái đồ đạc các thứ nhà mình dùng để vệ sinh nhà cửa các thứ, ok cho em luôn. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây chổi lông xù nhá. Cây này nó dài khoảng tầm 40 cm nhá, dài khoảng tầm 40 cm, khá là dài, cầm hay lắm. Đấy. Hôm nay em xả kho cái mã này luôn. Cây chổi lông xù sẽ có giá bữa trước đang bán là 60.000. Hôm nay em xả kho bác một cái mức giá rất dễ mua. Lên mã em sẽ là chổi lông xù nhá, chổi lông xù màu xanh. Chổi lông xù màu xanh này, giá bữa trước đang bán là 60.000. Hôm nay em về cho bác một cái mức giá rất tốt luôn. 30k nhá, 30k cho một cái cây chổi lông xù màu xanh này. Đấy, nó sẽ xù lông, những cái sợi cước nó sẽ xù ra. Các bác dùng để cọ rửa xe, bàn ghế, rồi là đồ dùng các thứ nhà mình. Đấy, chuẩn bị rửa ráy các thứ Tết nhất này. Mua cây này về rất ok, những phần kẽ kẽ nó luồn vào. Đấy, nó luồn vào, các bác tuốt vài đường cái nó sạch bong luôn, rất hay nhá. 30k một cây chổi lông xù nhá, dài là 40 cm. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác hàng, đó là cái con máy sấy tóc này. Máy sấy tóc của hàng bãi Nhật nhá. Con này thì đây của thương hiệu Chaba này. Đấy, hàng bãi Nhật. Công suất của nó sẽ là 3500W nhá, sử dụng là điện 220. Đấy, các bác mua về sấy đồ, sấy tóc nhà mình. Máy chạy cực kỳ khỏe và rất là êm luôn, và cái lượng hơi nóng ra rất là khỏe nhá. Đấy, nó sẽ có hai công tắc nhá. Một công tắc chỉnh gió và một công tắc chỉnh nóng này. Một công tắc chỉnh gió, một công tắc chỉnh nóng nhá, cực kỳ ok luôn. Đấy, đây, phần đầu này, phần đầu thổi ra này. Đấy, về các bác dùng tùy chỉnh thôi. Mình muốn gió nó mạnh thì các bác chỉnh công tắc này, mình muốn cái độ nóng nó ít nhiều thì các bác cứ bấm công tắc cho em là ok. Đấy, sử dụng nguồn sẽ là nguồn 220 nhá. Cắm trực tiếp vào nguồn 220 cho em là các bác xài thôi. Công suất 3500W thì các bác dùng gia đình nói chung là rất là phù hợp. Nó không bị ít, nó không bị nhỏ quá nhá, và nó không bị lớn quá. Đấy, nhỏ quá thì các bác dùng không đủ xài, mà lớn quá thì mình dùng nó tốn điện. Đấy, nói chung là 3500W là các bác xài gia đình rất là hợp lý rồi. Giá thì hôm nay em cũng xả kho cái mã này luôn. Lên mã với em sẽ là sản phẩm là cái cây máy sấy tóc nhá. Máy sấy tóc này bữa trước bên em đang bán là 180.000. Hôm nay em về cho bác một cái mức giá rất dễ mua luôn. Chỉ còn có 130.000 thôi, 130k cho một cái máy sấy tóc nhá. 130k một chiếc, 130.000 cho con máy sấy tóc. Công suất 3500W, sử dụng gia đình rất hợp lý. Đấy, độ nóng cao và lực gió ra rất là khỏe nhá. Máy chạy êm, ok luôn. Đấy, chắc cầm chắc tay, cầm chắc tay, hàng bãi cầm rất chắc tay nhá. Đấy, cầm chắc nịch luôn. Đó. 130.000 một chiếc nhá, 130.000 cho một con máy sấy tóc, hàng rất ok luôn. Đấy, cái này anh em cũng đang xài của tầm hơn 2 năm nay rồi. Dùng ok lắm. Đấy, 130.000 một cây nhá, máy sấy tóc. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái dòng đũa Nhật để các bác chuẩn bị Tết nhất này. Đấy, nhà mình Tết nhất mình khách khứa nhiều thứ này, cỗ bàn nhiều. Đấy, thì các bác mua cho em cái vỉ đũa Nhật này về. Hôm nay thì cũng có mức giá tốt để các bác cái sản phẩm đũa Nhật này luôn. Bữa trước đang bán là 50.000 vỉ, hôm nay em xả kho bán ngay luôn. 50k em giảm luôn cho bác, giá chỉ còn có 30.000 thôi. 30k cho một cái vỉ đũa Nhật 10 đô luôn nhá. Đấy, một vỉ đũa Nhật 10 đô mà chỉ có 30.000, giá cực kỳ là tốt luôn. Một vỉ này là 10 đôi. Và chất liệu đũa này thì nó là dòng đũa sợi thủy tinh nhá. Đấy, nhiều bác hỏi là đũa này thì dùng ok không, thì em cam kết bác là dùng cực kỳ ok luôn. Em dùng nha, em cũng dùng khoảng tầm 3 năm nay rồi. Đấy, dùng rất ok, mà cái đợt trước là nó rất là đắt ấy. Đợt này nó về nó giá rất là tốt luôn đây. Đũa cực kỳ đẹp luôn này, chất liệu là sợi thủy tinh nhá. Các bác sử dụng không lo nó bị nấm mốc và không lo nó bị cong vênh. Đầu đũa thì có phần chống trơn trượt nhá. Các bác ngắm miếng đùi là gắp là trúng miếng đùi luôn, không lo trơn trượt nhá. Đấy, một vỉ là 10 đôi, dùng cực kỳ ok luôn. Đấy, các bác mua cho em khoảng tầm mỗi nhà mua tầm 5-7 vỉ về mình xài dịp Tết nhất này, khách khứa nhiều, nhìn nó đồng bộ, nhìn nó đẹp này, sang trọng và lịch sự. Nói chung là đũa Nhật thì các bác yên tâm uy tín chất lượng rồi. Yên tâm với em là các bác nhận hàng các bác cứ kiểm tra. Đấy, nói chung là cam kết bác là dòng này đũa Nhật xịn mà cầm chắc chắn mà ok, nói chung nó đẹp lắm. Nhìn cái vẻ đẹp bên ngoài, nhìn kiểu nó lịch sự, nhìn kiểu nó sang trọng ạ. Đấy, đây. Dòng đũa sợi thủy tinh nhá, dùng yên tâm là không lo nấm mốc, không lo cong vênh. Đấy, nay xả khô luôn các bác là chỉ có 30.000 một vỉ nhá. 30k một vỉ đũa Nhật 10 đôi. Đấy, giá tốt, bao giá thị trường luôn. Đấy, mua cho em khoảng tầm 5-7 vỉ mỗi nhà về, mình thay một loạt những hết cái đũa gỗ đi. Đũa gỗ đôi khi các bác dùng hay bị nấm mốc này, hay bị cong vênh cái thứ này, dùng rất ảnh hưởng sức khỏe. Các bác chuyển sang dùng cái đũa này cho em, sạch sẽ, an toàn mà ok, sang trọng lịch sự, đẹp, chất lượng nhá.
30k một vỉ đĩa Nhật 10 đô nhá, 30.000 một vỉ thôi, giá rất tốt luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác nó cái cây súng mồi lửa này. Đấy, để về các bác tết nhất thắp hương thắp nến này, rồi là các bác về mồi lửa mồi bếp này, rất tiện dụng luôn mà giá nó rất là bình dân. Đấy, em báo giá luôn, bên em đang bán một cái cây súng mồi lửa này nó chỉ có 20.000 thôi, 20k nhá, giá rất tốt luôn. Cứ lên mã cho em sẽ là cây súng mồi lửa nhá, 20k một cây. Cái cây này nó rất là dài, nó dài khoảng tầm 30cm, nên là ví dụ những cái chỗ vị trí cao là các bác cầm các bác vẫn có thể với được này. Mà bình thường là các bác cứ hay dùng cái hộp quẹt đấy, các bác phải bật quẹt quẹt tay, nhiều khi là rất là đau tay. Thì đặc biệt là các bác người già tay yếu khó bật quẹt lắm, các bác dùng con này chưa, chỉ việc ấn cái ra lửa luôn, ấn cái ra lửa, ấn cái ra lửa này. Có phần chỉnh ga to nhỏ này, rồi là phần khóa cò này, rồi con này thì hết ga thì các bác có thể bơm lại nhá. Đây nó có cái lỗ bơm ga này, hết ga có thể bơm lại, còn trong này thì đã có sẵn ga, về các bác chỉ việc xài thôi. Đấy, nó rất là to tát nhá. Bình thường là các bác người già hay dùng những con máy lửa nó nhỏ nhỏ ấy, rất là khó tìm. Đấy, nhưng con này các bác để lên ban bàn thờ to tát, dễ tìm, dễ cầm. Đấy, thiết kế chắc chắn an toàn. Đó, rất ok luôn nhá. Đấy, bấm cái là ra, rất nhạy luôn. Cứ bấm cái là ra lửa luôn này. Quá ok, rất nhẹ nhàng, tình cảm, dễ sử dụng nhá. Chỉ có 20.000 một cây thôi. Lên mã giúp em sẽ là cây súng mồi lửa nhá. Các bác mua về, đấy, tết nhất mình thắp hương thắp nến ban bàn thờ này. Rồi là các bác mồi bếp, mồi giáp các thứ này, mồi lửa này. Đấy, ok luôn, 20.000 một cây. Tiếp theo thì em lên luôn cho các bác mã hàng đó là cái cây đèn đầu đầu cảm biến này. Đấy, các bác đi rừng đi rú đi thuyền đi ghe này. Đấy, đi đêm hôm chợ búa các thứ này. Mình cầm cái cây đèn đầu đầu thì các bác tham khảo ngay cho em sản phẩm này. Đấy, một con đèn đầu đầu cảm biến nhá, rất là hay luôn. Cực kỳ sáng nhá. Ánh sáng của nó sẽ ánh sáng màu trắng, rất là sáng luôn. Đấy, và sản phẩm sẽ gồm có là một thân đèn đi kèm là một cái cọng dây cáp sạc nhá. Con này sử dụng cái nguồn là cái nguồn 5V. Đấy, nguồn 5V. Đấy, về các bác kiếm cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy, là các bác cắm vào cái cục sạc để các bác sạc thôi. Đây, tổng quan con đèn này rất chắc chắn. Phần đầu của nó sẽ là đầu thân nhôm nhá. Đầu thân nhôm nên là nó cho ra cái hệ tản nhiệt rất là ok. Đấy, đây. Có thể cụp lên cụp xuống các kiểu này rất ok luôn. Đấy, đây nút bật tắt này. Đấy, bật tắt nhá. Đấy, có con này có thể chỉnh được pha nhá, chỉnh được pha thu vào và chỉnh được pha rộng ra nhá. Đây, chỉnh pha thu vào này. Đấy, chỉnh pha rộng ra này. Chỉnh pha rộng ra này. Đấy, chỉnh pha rộng ra, thu vào này. Rộng ra này, rất ok luôn nhá. Đấy, rất là hay, vừa chỉnh pha các kiểu luôn. Đấy, rồi là ngoài chức năng là chỉnh pha thứ ra bật đèn bình thường, nó còn có cả cái chức năng cảm biến này. Các bác muốn bật chức năng cảm biến thì các bác bấm cái nút wifi cho em này. Đấy, các bác nhìn thấy vẫy tay cái đèn tắt này, vẫy tay cái đèn sáng này. Vẫy tay cái đèn tắt này, vẫy tay cái đèn sáng, vẫy tay cái đèn tắt, vẫy tay cái đèn sáng nhá. Con này thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là con đèn đầu đầu cảm biến hoặc là đèn đầu đầu wifi đều được nhá. Đấy, đây có cả chế độ nháy cảnh báo SOS này. Đấy, nháy. Nói chung là cực kỳ sáng nha, và cái tầm chiếu xa nó cũng khá là xa đấy. Đây các bác nhìn này. Khi mà trụm vào này, đấy cái ánh sáng nó ra ánh sáng màu trắng này. Đấy, trắng xóa luôn nhá. Các bác soi cực kỳ sáng luôn. Pha rất là rộng này. Đây. Pha quá ok luôn. Cực kỳ ngon lành nhá. Đó rồi. Tổng quan với con sản phẩm đen. Đấy, dùng để chiếu sáng, dùng có chức năng cảm biến vẫy tay vẫy đồ các thứ rồi. Ok luôn. Giá bên em đang gửi bác thì hôm nay em cũng xả kho luôn cái mã này nhá. Bữa trước đang bán là 170.000. Đấy, đèn đội đầu cảm biến nhá. Lên mã em sẽ là đèn đội đầu cảm biến. Bữa trước đang bán là 180.000, nay em về cho bác một cái mức giá rất dễ mua luôn. Giá sẽ là đi 130.000 thôi. Giảm giá luôn, 130.000 để các bác dễ mua nhá. 130k cho một cái con sản phẩm đèn đội đầu cảm biến nhá. Đèn đội cảm biến. Đấy, vẫy tay cái là bật và vẫy tay cái là tắt nhá. Các bác muốn bật chức năng cảm biến thì ấn vào nút wifi này. Khi mà bật đèn thì cái con này là nó báo luôn cả cái phần trăm pin ở đây nhá. Đấy, hiện tại con này đang là 75% pin này. Đấy, thì khi nào mà gần hết pin thì các bác chủ động bác sạc, nó cả có cả báo cái phần trăm pin này luôn, rất tiện. Đây là cái phần cổng sạc nó này. Một cái cổng sạc chân tai chi và một cái cổng USB là cái cổng lấy điện ra. Ví dụ như là điện thoại các bác hết pin thì mình có thể cắm vào đây để mình sạc dự phòng cho điện thoại cũng ok. Đấy. Đây, phần dây đeo đội đầu rất chắc chắn nhá, dây đeo co giãn 4 chiều ok luôn. Đấy. Chắc chắn 130.000 đúng không nhá, 130k. Lên mã em sẽ con đèn đội đầu cảm biến hôm nay em đang xả kho sản phẩm ấy, giá rất ok luôn. Sau đó thì em lên luôn cho bác mang đó là cái giá đỡ điện thoại này. Lên mã em sẽ cái giá đỡ điện thoại nhá. Giá đỡ điện thoại về các bác sử dụng, mình dùng để điện thoại đây mình coi này. Đấy, mình coi YouTube, mình coi điện thoại này. Đấy, thì các bác mua này về các bác để lên cho em nhá, rất là tiện dụng luôn. Con này thì cái phần đế nó sẽ là đế kim loại nha. Đây, đế chân sẽ là đế chân kim loại này. Đấy, đế chân và kim loại nên rất là nặng đầm. Đấy, và cái con này có thể là xoay 360 độ luôn. Đấy, xoay tròn 360 độ nhá, và có thể là kéo cao lên cho thấp xuống, kéo cao lên cho thấp xuống để tùy nhu cầu các bác sử dụng nhá. Đấy, phần
phần bản này có thể là gập giết các kiểu này rất ok. Đấy, thì về các bác xài, các bác để điện thoại đây là các bác xài thôi, rất hay, để ngang để dọc điện thoại đều được dùng hết các nhá. Đấy, chỉnh cữ rồi là xoay tròn 360 luôn, rất ok. Báo giá bác luôn nhá, bữa trước thì cái sản phẩm này đang bán là 80.000, hôm nay em xả luôn bác, giá chỉ còn có 50.000 thôi. Lên mã em sẽ cái giá đỡ điện thoại nhá, giá đỡ điện thoại chân đế bằng kim loại nhá. Đấy, hôm nay giảm luôn bác, chỉ còn có 50.000 một chiếc nhá, 50k cho một chiếc giá đỡ điện thoại chân đế kim loại nhá, 50k. Đây, con này nó rất là tiện, các bác để điện thoại lên rất hay. Đấy, mình có thể để ngang để dọc các kiểu luôn. Đây các bác có thể để ngang nha này. Đấy, để ngang nha, các bác có thể để dọc nha. Đấy, và khi mà các bác để dọc ấy thì rất là hay là nó có một cái phần khe. Đấy, ví dụ các bác có thể vừa cắm sạc mà các bác vẫn vừa có thể là xem được điện thoại nhá. Đấy, mặc dù các bác để dọc điện thoại nhưng mà các bác có thể vừa cắm sạc vừa ấy được luôn, vừa cắm sạc vừa xem được điện thoại luôn, rất hay luôn. Đấy, điện thoại to nhỏ nó con này chưa được hết luôn, cân được hết luôn. Nó chịu tải rất là tốt, chịu tải là cả một cái con lát, cái con máy tính bảng nặng luôn đấy nhá. Đấy, nó rất là chắc chắn. Ok luôn, 50k một chiếc nhá. Đấy, giá đỡ điện thoại chân đế và kim loại nhá, 50k trong chiếc, giá đỡ điện thoại chân đế kim loại nhá. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác, đó là cái bộ dao Gunbo Nhật 7 món nhá. Báo giá bác luôn là 750.000 một bộ này. Đấy, giá này là giá công khai và em nói luôn là bộ này là đối với cái giá này thì em báo giá thị trường luôn, cam kết là rẻ nhất thị trường, không có ai bán rẻ nha em. Nói luôn đấy. Bình thường là các bác cứ đi hỏi chán chê, hỏi thoải mái cho em đi. 1 triệu lên 900.000, nói thẳng luôn, không phải là có giá 750 đâu. Đấy. Lãi chút ít, lãi tình cảm các bác thôi. Nên là nhà em bán cho các bác với mức giá nó quá là ok luôn. Bộ này thì về các bác dùng thì quá ok rồi. Đấy, bác nào mà có điều kiện thì nói chung là nên mua những cái bộ như này. Đấy, hàng của thương hiệu Gunbo của Nhật nhá. Cực kỳ xịn luôn, mới keng beng luôn. Nguyên hộp, nguyên đai, nguyên kiện như này, mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng cho em. Đấy, đóng gói rất kỹ càng nhá, hộp đựng dao này. Đây là cái đế cài này, đóng cực kỳ cẩn thận luôn nhá. Đây. Con này đế cài của nó thì đế cài inox nhá, đế cài inox luôn. Quá xịn, này đóng gói kinh khiếp luôn. Đóng gói này, đóng gói. Đóng gói là không có gì phải chê cả các bạn. Đây là cái đế cài inox, cái đế nặng lắm mà. Đây, logo Gunbo này, đây là cái đế cài nhá, đế cài này. Đó. Tiếp theo bên trong thì là dao, đây là cái hộp đựng dao này. Hộp đựng dao nặng trịch luôn. Đã mà. Đây nhá, sẽ có đầu tiên sẽ gồm là một cái cây kéo này. Một cây kéo này có logo Gunbo này, đấy, một cây kéo sắc bén. Cây này các bác cắt gà vịt thịt xương, cá mú thứ cho em ok luôn. Đây. Đấy không? Quá ok luôn. Đây, đấy, rồi. Tiếp theo thì là một cái cây liếc mài này. Đây một cây liếc mài. Đây cây liếc mài, dao mà nhụt thì các bác cho đây, các bác liếc qua cho em cái sắc luôn. Đấy, đây. Đấy, lúc nào dùng thì các bác bỏ luôn đây này. Đấy, cắm luôn đây này. Đây còn em bày đây để em quay cho bác coi. Con này thì là một cái con dao vừa lọc vừa thái này. Con này vừa lọc vừa thái nhá, con này vừa lọc vừa thái. Con này đây, logo Gunbo này. Logo Gunbo nhá, Joskin Japan này, thấy không? Joskin Japan. Tay cầm làm vân chống nhân trượt này, hàng đúc liền thân luôn, cực kỳ sắc bén nhá. Tiết dao ra coi luôn, dòng Gunbo này có yên tâm về chất lượng đi, không cần phải nghĩ luôn. Có nhìn không? Dã man luôn, đây. Kinh khủng khiếp luôn. Dã man luôn. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra nhá, cẩn thận em nhá. Các bác cầm cũng cẩn thận nhá. Đấy, không phải chửi cái thằng bán dao, mẹ nó bán dao sắc thế. Đây cái nhìn này. Kinh khủng khiếp luôn. Dã man. Nói chung là bộ này em bán nhiều rồi, nhưng mà có cái là gần Tết em mới bán thôi, chứ còn đợt giữa năm thì bán cho các bác thì thực ra các bác hơi ít mua, nên là chủ yếu bên em bán cuối năm để các bác dùng Tết thôi. Đây con này còn hoa quả này, con này thì cũng không sắc không kém gì con kia luôn. Đấy, con hoa quả này thì cũng quá là sắc luôn. Các bác nhìn này. Dao nó phải như này. Đấy, kinh khủng khiếp luôn. Đấy. Rồi, tiếp theo là một cái bé này, bé vừa chặt vừa thái này, rồi là vừa làm đủ các kiểu đây. Đấy, vừa chặt vừa thái vừa băm này, chặt nhẹ là ok. Đấy. Cái con này tay cầm thiết kế cái phần tay cầm rất là to, cầm rất là vừa tay nhá. Đây dao thái tiết bác coi, dao chặt nhá. Dao chặt này. Các bác nhìn dao chặt này. Kinh khủng khiếp. Dao chặt mà nó còn hơn cả dao thái luôn nhá. Dã man luôn này. Đấy, kinh. Đấy, con này là con chặt nhẹ này. Tiếp theo là một con chặt chuyên chặt nhá. Con này thì chuyên chặt rồi. Con này chuyên chặt gà, chặt vịt, chặt thịt, chặt xương, các bác dùng con này chưa? Đấy, con này thì rất là to. Con này rất to. Đấy, chặt gà, vịt, thịt xương đây. Tiếp theo các bác con chặt này các bác cũng choáng luôn này.
Đây những con chặt này. Con chặt test nó như này thì. Đấy, con chặt này. Đấy, thực ra đao chặt thì test giấy nó hơi khó, nhưng nói chung là nó đã khía được giấy này thì nó cũng rất là sắc rồi bạn. Đấy, rất là sắc rồi. Đấy, đây. Đường giấy đi rất ok luôn nhá. Đây, đấy, con này chuyên chặt thôi nhá. Đấy, tổng quan. Một bộ này sẽ gồm có là 7 món thôi nhá, 7 món này. Em đã đếm lại các con nhá. Đầu tiên là một cái giá đỡ này. Tiếp theo là một cái kéo là 2 này, một cái cây liếc mài là 3 này. Một con dao nhỏ con hoa quả là 4 này, một cái cây vừa lọc vừa thái là 5 này. Một cái cây chặt băm nhẹ 6 này, một cái cây chuyên là chặt là 7 này. Đấy, tổng quan bộ dao Nhật 7 cây nha. Với mức giá thì rẻ vô cùng rẻ luôn. Nói chung là cái mức giá này bên em bao giá thị trường luôn. 750.000 bộ nhá, 750.000 bộ và em bao ship tận nhà bác luôn. Bao ship tận nhà bác luôn nhá. Đấy, ưu đãi bao ship tận nhà bác luôn. Chỉ có 750.000 trong một bộ dao Nhật 7 món nha. Đấy, các bác tội gì các bác không mua. Test cho bác rồi, từng con dao một các thứ luôn. Liếc mài kéo cũng ok luôn nhá. Đấy, không gì chê về con này cả. Quá sắc bén, các bác dùng bộ này cho em. Nói chung là bác nào có điều kiện nên mua bộ này nha. Dùng cực kỳ ok. Bền, chất lượng mà cái chất dao của nó thì không gì phải chê về dòng combo rồi. Quá ok luôn nhá. Đấy, 750.000 nhá, 750.000. Bao ship tận nhà luôn, 7 món. Đấy, có cả giá đỡ đầy đủ luôn. Về là các bác chỉ việc xài thôi. Không cần mua thêm gì cả, mình dùng là mình dắt luôn lên cái giá đỡ này. Nhìn nó rất là gọn gàng, nhìn cái căn bếp nhìn nó sang trọng lịch sự này. Đấy, dắt luôn lên đây cho em. Dùng đến đâu là mình lôi ra đấy, lúc nào dùng xong là mình rửa giấy mình dắt vào, rất gọn gàng ok nhá. Đây. Đấy, khi nào mà dắt vào nó sẽ nhỉ. Quá đẹp luôn này. Đấy, dắt vào sẽ nhỉ. Bóng sáng đẹp luôn. Chung là cực kỳ ok. Đây nhá. Đẹp ok luôn. Chỉ có 750.000 thôi. Bao ship đến tận nhà bác luôn. Bộ dao Nhật 7 món nhá. Đó, chốt đơn luôn các ơi. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác nghe, đó là cái bộ dao của Đức nhá. Đấy, bác nào mà không thích dòng của Nhật thì có thể tham khảo dòng của Đức. Đấy, dòng của Đức thì nó rẻ hơn luôn. Nó chỉ có 670.000 một bộ thôi. Và bên em cũng sẽ bao ship cho bác luôn. Thì đây, bộ dao của Đức. Bộ này thì hàng của thương hiệu Willing. Đấy, logo hình hai thằng người. Thương hiệu này chắc là nhiều bác biết về cái thương hiệu này rồi. Rất là nổi tiếng rồi. Chuyên về đồ nhà bếp của Đức thôi nha. Đấy, bộ này thì cũng nguyên hộp luôn. Đây, đổi ba con. Đấy, đóng gói cũng y như bộ kia luôn. Bộ này nói chung là của thằng Đức này, nó đang cạnh tranh trực tiếp với thằng Nhật mà. Đấy, hai thằng nó đang cạnh tranh trực tiếp với nhau. Đây, bộ này thì cũng đầy đủ, sẽ gồm có một cái giá đỡ này, cũng 7 món như bộ kia. Đấy, thì bác nào mà kinh tế nó gì, kinh tế nó gọi là thấp hơn một chút thì mình có thể tham khảo bộ này nhá. Đây, logo nổi Willing nha. Đấy, cũng inox 34 nhá, giá đỡ này. Tiếp theo thì đến với bác là cái khay định dao. Đấy, đóng gói hơn cả kỹ là ông Nhật luôn, dính giếc các kiểu. Đây, đấy, đây là combo này, quá thể luôn. Đó, rồi đầu tiên thì đến luôn cho bác là một cái cây kéo này. Đấy, cây này thì cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương thì cực kỳ ngon này rồi. Đấy, đây logo Willing nhá, made in Germany này. Đấy, có logo dập chìm trên sản phẩm luôn, cực kỳ chất lượng. Con này là cái cây kéo cắt gà, cắt vịt, cắt thịt xương, cắt nhà bếp này. Tiếp theo thì là một cái cây liếc mài nhá, một cây liếc mài. Đây, cây liếc mài quá ok luôn. Đấy, bác nào mà dao nhụt thì các bác lấy cái liếc qua chút nhá. Đây, cắm luôn này. Đấy, cắm luôn đây. Tiếp theo thì là một cái cây dao thái. Cái này thì cũng để chuyên để lọc thái nhá, chuyên lọc thái, chuyên lọc thái này. Logo Willing này. Đấy, logo Willing. Đấy, đây, made in Germany nhá, đầy đủ ngon lành luôn. Con này chuyên lọc thái nhá, con này lọc thái thì cực kỳ chất lượng, hàng cũng bao sắc ra luôn này. Cho bác xem giấy này. Đấy, con này thì không phải chê rồi, dòng Đức thì quá chất lượng luôn. Đấy, cực kỳ ok luôn nhá. Đây, dã man luôn, đường giấy đi mịn mịn không, nhìn này, đường giấy đi mịn mịn luôn, ok. Đấy, dắt vào đây, dùng xong bác sắt đây. Cây này thì tiếp theo là một cái cây dao gọt hoa quả đây. Con này thì chuyên bác gọt hoa quả. Đấy, đây, chuyên bác gọt hoa quả này. Con này nhỏ nhỏ gọt hoa quả rất hợp lý luôn. Đó. Tiếp theo nữa thì là một cái cây dao chặt. Nói chung là bộ này thì nó cũng như kiểu bộ Đức thôi. À, bộ Nhật đúng không ạ? Đấy. Chặt thì nó sẽ có hai con, một con chặt nhẹ, một con chặt nặng nhá. Đấy, em quay nhanh bác luôn. Đây, con này là con chặt. Con này con chặt nặng này, con này con chặt nhẹ này. Chặt nhẹ này nó sẽ mỏng một chút, con chặt nặng nó dày hơn. Đấy, nói chung là hai con chặt, một con chặt nhẹ, một con chặt nặng, một con vừa băm vừa chặt này. Đây, đó, logo Willing à, cực kỳ xịn ngon lành nhá.
Đó đây. Đấy, dùng xong rồi các bác cho vào cái giá nha. Đấy. Tổng quan bộ sản phẩm đây, bộ này thì sẽ có giá là 670.000 thôi. 670.000 và cũng bao ship cho bác tận nhà luôn. Có đầy đủ cả giá đỡ thứ đầy đủ luôn. Để về các bác sử dụng nhá. Đây em bày ra đây một lần nữa nhá. Các bác coi từng món một luôn này. Đấy, quá uy tín luôn. Đây nhá. Sẽ gồm có các bác là một cái giá đỡ này. Một cây kéo cắt và gà thịt xương cắt nhà bếp này. Một cái cây lước mài này, một con dao gọt hoa quả này, một cái con dao lọc thái này, một con chặt nhẹ này, một con chuyên để chặt này, chặt nặng, chặt xương, chặt gà, vịt các thứ ok này. Đấy, tổng quan bộ này cũng 7 món, cũng như cục bộ Nhật luôn, bộ này cạnh tranh trực tiếp với bộ Gunbo Nhật này. Đấy, thì bộ này sẽ có giá là 670.000 nhá, 670.000 cho một cái bộ dao Đức 7 món nha. Và bên em cũng bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy thì các bác tham khảo ưng cái bộ nào thì các bác có thể chốt nhá. Đấy em báo giá lại một lần nữa thì bộ Nhật thì sẽ có giá là 750.000 và bao ship nhá. Còn bộ của Đức thì sẽ có giá là 670.000. Đấy thì các bác cứ cân đối xem ưng cái bộ nào thì cứ báo nha. Thì em sẽ chốt cho bác nhá. Đấy, bộ Đức 670, bộ Nhật 750. Đó. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ thớt Đức này. Bộ thớt Đức nhá. Bộ này cũng dùng nhà bếp thì cực kỳ ok luôn. Đấy, dòng thớt Đức hai mặt nhá, một mặt inox và một mặt nhựa. Kích thước của nó sẽ là 42x30. Báo giá công khai với các bác luôn là 210.000 thôi. 210.000 cho một con sản phẩm này. Con này thì các bác cầm yên tâm, nặng lắm. Nó phải nặng hơn 2 cân mà. Nặng kinh khủng khiếp luôn. Nặng trịch luôn nhá. Đấy, nặng hơn 2 cân nhá. Nặng dã man luôn. Đấy. Hai mặt luôn nhá, một mặt inox này. Mặt sau là nhựa này. Đấy, mặt nhựa các bác dùng để thái trước các thứ này. Còn cái mặt inox này các bác băm chặt các thứ ok luôn này. Đấy. Logo Wailing này. Đây logo Wailing. Inox 304 nhá, Su 304. Đấy, made in Germany. Có phần quai sách này. Toàn bộ cái phần rìa ngoài nó đều được bo một cái lớp nhựa nhá. Đấy, vừa chống sốc này, chống trơn trượt này. Các bác để lên cái phần mặt kính, mặt đá ở cái phần bếp nhà mình nó không lo nó bị trơn trượt nhá. Đấy, cái ma sát. Cái ma sát của nó rất là tốt luôn. Cái ma sát rất là tốt nhá, nó không bị xê dịch các bạn. Đấy, vì nó ôm rất là chắc vào. Đấy. Và cái mặt inox này là nó thiết kế theo cái dạng là đây này. Các bạn nhìn này, cái vân vân ngang vân dọc này, các nhìn này vân ngang vân dọc nhé, khi mà các bác sử dụng các bác xài nó không bị ấy, nó không bị trơn trượt nhé, bị trơn trượt. Đó, giá thì quá là hạt rẻ rồi. So với mọi năm thì cái mức giá này các bác rất dễ mua luôn. Bình thường em đang bán năm ngoái rồi, đang bán con này khoảng tầm 350.000 cho đến 370.000 con luôn. Đấy là đấy, nó về cái lô này giá nó rất là tốt. Nó chỉ có 210.000 thôi. Đấy, và còn hai mặt luôn, hai mặt và kích thước rất là to. 42x30 nhá. Các bác tưởng tượng là 42x30 nó rất là to. Đấy, to cực kỳ luôn. Các bác chặt thái cái thứ giờ thoải mái. Nhà Tết nhất là lắm công việc. Đấy, mình chặt thái cỗ bàn nữa là con này thì quá ok luôn. Đấy, chỉ có 210.000 thôi. Giá quá hạt rẻ. Bình thường các bác mua một chiếc thớt gỗ giờ nó đã rơi vào khoảng tầm, có những cái thớt đắt nó rơi khoảng tầm 500-600.000. Đấy, nhưng con này là thớt inox nhá, hai mặt luôn. Thớt inox các bác dùng rất là sạch sẽ, yên tâm, không lo nấm mốc này. Không lo nó bị cặn bẩn mùn miếc các thứ này. Đấy, các bác dùng thớt inox thì quá là sạch sẽ rồi. Đó. 210k nhá, 210k. Lên mã giúp em sẽ là thớt Đức hai mặt nhá. Kích thước là 42x30. Đấy, bao ship cho bác luôn. Bao ship tận nhà bác luôn. Giá cực kỳ tốt. Bộ ô tô đồ chơi này, hàng mới shop hôm nay tiếp tục về này. Bộ ô tô đồ chơi 30 xe nhá, 30 xe. Đấy, và em báo giá luôn. Lên mã em sẽ cái hộp ô tô đồ chơi cho các bé nhà mình này, hộp ô tô. Hộp ô tô đồ chơi nhá. Cái này là 30 xe với giá là 100.000 một cái hộp này thôi, là bao gồm là cả một cái hộp này đựng này luôn, cả hộp đựng nhá. Đây mở ra bác coi. Đấy, 30 xe luôn. Đấy, thấy không? Quá nhiều xe luôn này. Nó có các cỡ xe luôn. Đấy, và cái con này nó có cốt nhá, nó có cả cốt này. Đấy, các bác di về sau nó quay bánh này. Đấy, nó quay rất là tít luôn, cái bánh nó quay cực kỳ tít nhá. Đấy. Đấy, thấy không? Đây. Đang nghe tiếng máy nó quay biết là nó quay rất là khỏe rồi. Và cái phần thân này của nó là bằng thân nhôm nhá, thân kim loại nhá, thân nhôm, thân kim loại nên là nó chống va đập, chống vỡ rất tốt. Đặc biệt là các bé nhà mình chơi là cứ hay đập phá nhiều mà. Đấy, các bác dùng con này nổ đồng cố đá mà cho các cháu nhà mình chơi thoải mái luôn. Đấy, cả nhà các cháu vào chơi. Đấy. Lấy ô tô ra thi nhau. Ok luôn nhá. Một hộp này là 30 xe. Hộp ô tô đồ chơi 30 xe nhá, 100.000 hộp này. Đấy, 100.000 hộp này. Là bao gồm là cả một cái hộp đựng này luôn nhé. Bao gồm là cả một cái hộp đựng này luôn. Đấy là về các bác mua về tặng cho các cháu mình chơi. Rất ok luôn. Có phần quai sách, quai đeo mang đi mang lại này. 100k thôi. Đấy, chốt đơn vào việc luôn. Hộp ô tô đồ chơi 30 xe nhé. Cực kỳ nhiều xe và nhiều màu sắc, nhìn rất là bắt mắt đẹp luôn. Đấy.
tránh xa điện thoại, tivi, tránh xa internet đi để các cháu mình chơi, tập trung khám phá này, chơi với nhau, tạo không gian thân thiện gần gũi thôi nhá. Đấy, mua về phụ huynh nhà mình chơi với các bé cũng ok luôn nhá. Đó, 100k một cái xe hộp ô tô đồ chơi 30 xe này thôi nhá. Đấy, 100k. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái bộ mũi khoan đa năng này. Lên lại em xem cái bộ mũi khoan đa năng. Hôm qua giảm cho bác 100.000, chốt liên tục luôn, chốt điên tòi tọi luôn với nhá. Đấy, hôm nay tiếp tục hàng về nhá, lô mới luôn. Một bộ mũi khoan đa năng 5 mũi. Đấy, 5 mũi hàng bãi Nhật nhá, 5 mũi hàng bãi Nhật đây. À, 2 4 tổng là 5 mũi này, sẽ gồm có cho bác là 2 mũi 6 nhá, 2 mũi 6 này. Đây, 2 mũi 6 này, 2 mũi 6 là cái mũi khoan mà phổ thông khoan nhiều nhất này. Tiếp theo là một cái mũi 8 nhá, một mũi 8. Đấy, một mũi 8 này, một mũi 10 và một mũi này sẽ là mũi 12 là mũi lớn nhất nhá. Mũi này là mũi 12 này, đấy phi 12. Đấy, sẽ gồm có tổng là 5 mũi nhá, 5 mũi. Đấy, đây. 6 này, 8 này, 10 này và 12. Đấy, vì em giá hiện tại đây em đang xả kho cực kỳ rẻ luôn, chỉ có 100.000 bộ thôi. Lên mã cho em xem cái bộ mũi khoan đa năng 5 mũi nhá, mũi khoan đa năng 5 mũi, 100k một cái bộ mũi khoan đa năng 5 mũi nha. Cái bộ mũi khoan đa năng 5 mũi này nó hay ở một cái điểm là cái phần đầu của nó là cái đầu nhọn, cái đầu tên lửa này, các bạn nhìn này. Cái đầu tên lửa nên khi mà các bác khoan ấy, đặc biệt là các bạn khoan những cái phần điều kiện môi trường là ví dụ như là nó trơn trượt như là gạch men các thứ rồi, những cái tường nó trơn. Mà đôi khi các bác dùng cái con mũi khoan tù ấy là không bao giờ là nó bắt vào ngay đâu, nhưng mà con này này các bác nhấp nhả và đều cho em là nó vào rất là ngọt luôn và nó vào đúng cái vị trí mà các bác đánh dấu luôn. Nên là hay ở cái điểm đấy là cái đầu tên lửa này, đây này. Đấy, khoan rất ok. Cái này em cũng đã dùng rồi. Mà đặc biệt là các bác khoan những cái chỗ tường trơn, đặc biệt là ví dụ như tường gạch men. Đấy, là cực kỳ ok luôn nhá. Đấy, nói chung là recommend các bác dùng cái con này. Cực kỳ ngon này luôn. Đó, bộ mũi khoan đang giảm giá sập sàn cho bác là chỉ có 100.000 thôi. Bữa trước này em đang bán 150 đấy. Đợt này cuối năm xả kho cho bác dễ mua luôn. 6 8 10 12 5 mũi nhá, 100.000 một bộ coi nhá. Tiếp theo thì về luôn cho bác, mấy hàng đó là cái con ví da khâu tay cũng của Mỹ nhá. Đấy, lên mã em sẽ cái ví da khâu tay. Đấy, có hai, cũng hai mã màu luôn là màu nâu màu đen. Và em báo giá luôn, giá sẽ là 140k cho một cái sản phẩm ví da bò khâu tay nha. Đấy, hai màu, màu này là màu đen này, đấy, màu đen đây. Màu đen đây coi nhá. Con này thì 100% là hàng khâu tay, dùng cực kỳ ok luôn đây. Đấy. Nó khâu hết viền này, khâu hết viền. Đấy, khâu hết viền nhá. Da của nó thì cũng là da nguyên miếng luôn, made in USA. Đó, thấy rõ không? Made in USA. Rất nhiều ngăn nhá, thoải mái các bác đựng luôn. Đấy, ngăn trong ngăn ngoài này, các bác đựng thẻ này, đựng căn cước công dân, đựng giấy tờ này. Bên trong là các bác đựng tiền nong, có cả một cái ngăn khóa luôn nhá. Đấy, có cả một ngăn khóa luôn. Hàng này em cũng dùng cùng với lại cái thắt lưng này kìa. Em cũng đang dùng cùng với thắt lưng này các bác nhìn này. Da của nó nguyên miếng luôn nhá. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra đốt lửa hơ lửa cho em thoải mái luôn. Hàng cũng 100% da thật nhá. Con này là màu đen này. Hàng của nó là nguyên hộp luôn, các bác có thể mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng này. Màu đen của đây em lấy cho bác còn màu nâu. Nói chung là các bác mua con này về yên tâm về chất lượng đi. Em bảo hành cho bác về da luôn, bảo hành 2 năm cho bác về da luôn nhá. Nếu có vấn đề ví dụ da chóc, da nổ cho các bác trả lại luôn, yên tâm đi. Đấy. Chuẩn chỉ 100% luôn. Đây, con này con màu nâu. Made in USA nhá, quá ok luôn. Cực kỳ xịn này. Đấy, phần viền này nó đều được là khâu tay hết nhá. Đấy, khâu tay bo chắc chắn chất lượng. Đây em lấy cái con ví của em đang xài này. Đây coi như cái này là em dùng khoảng tầm 2 năm nay này. Cái này thì các bác yên tâm là càng dùng nó càng bóng. Đấy, hay của cái sản phẩm da xịn là các bác cứ càng dùng nó càng bóng mà nó càng đẹp đây này. Made in USA nó vẫn còn tem này. Đấy, thẻ thiết ngân hàng vẫn còn nguyên nhá. Vẫn ngon lành luôn. Đấy, rất nhiều ngăn các bác đựng thoải mái, ngăn thẻ rồi ngăn giấy tờ đầy đủ bác luôn. Đó đây. Khâu tay này. Đấy, càng dùng nó càng bóng nha các bác, nhìn bình thường này. Thì em không dùng này. Đấy, con này là mới, không dùng thì nó không bóng lắm như con này này. Càng dùng nó càng bóng, nó càng đẹp luôn. Đấy, hàng cứ bao chất bao xài luôn nhá. Hàng này thì hàng da thật 100% nên các bác yên tâm về chất lượng đi, dùng cực kỳ ok. Đấy, nói chung là bỏ ra với cái số tiền chỉ có 140.000 thôi mà xài nó chất lượng thì các bác nên mua. Các bác nên mua. Đấy, con này là con màu đen, con này là con màu nâu như các bác nhá. Đấy, thì bên em đang bán đồng giá là hai mã này sẽ là 140.000 một cây nhá. Đấy, lên mã em sẽ là cái ví da khâu tay màu nâu màu đen nhá. Đấy, chỉ có 140.000 thôi. Hàng bảo hành da bác luôn nhá, bảo hành bác 2 năm về da luôn, có vấn đề nổ niếc các thứ là bên em đổi bác luôn nhá. Đấy, vì cái sản phẩm này anh em cũng đã dùng và trải nghiệm rồi, em thấy rất ok nên em nhập về để bán cho bác này. Made in USA này. Đấy, hàng thì số lượng có hạn, nó không có nhiều đâu. Đấy, hàng số lượng có hạn này, đây này, có cả ngăn khóa, ngăn đồ các thứ đầy đủ hết luôn. Đấy, ngăn khóa để các bác, cái ngăn trong này các bác đựng những cái tiền nong thứ rồi này. Đấy, ok luôn nhá. Đó, cực kỳ nhiều ngăn các bác đựng thoải mái luôn. Đó, ví da nhá, 140.000 một chiếc nhá.
Nhiều bác hỏi bên em còn bán tất chân không thì em báo luôn là còn đúng không nhá. Còn tất chân còn rất là nhiều để phục vụ bác luôn. Đấy, hiện tại bên em đang có cái dòng tất chân của Nike này. Đấy, tất chân của Nike hiện tại bên em nó có hai màu là màu đen và màu trắng nhá. Màu đen màu trắng thì các bác cứ lấy màu nào thì báo thì em sẽ nhặt cho bác màu đấy. Đấy, báo màu trắng lấy màu trắng, báo màu đen lấy màu đen. Bán thì bên em sẽ bán theo lố nhá, bán cả một lố luôn không tách lẻ nhá. Bán cả lố luôn không tách lẻ thì bên em đang bán là một lố 10 đôi nha. 10 đôi tất Nike nhá. 10 đôi thì sẽ có giá là 90k nhá, chỉ có 90k thôi. Tính ra là vào có 90.000 một đôi. 9.000 một đôi. Bình thường là các bác ra quán xá là người đang bán là khoảng tầm 15 đến 20.000 đôi luôn đấy. Đấy, nhưng bên em đang bán là chỉ có 90.000 thôi. Dòng tất của Nike. Dòng này thì các bác yên tâm về chất lượng đi. 85% của nó là cốt tông, đi cực kỳ là mát và thoáng chân luôn, đi không bị hôi chân nhá. Đấy, đi không bị hôi chân đây. 85% là cốt tông này. Đấy, đi không bị hôi chân, không bị thối chân nhá, đi rất là mát, thoáng. Đấy, và cũng đủ cái độ dày để giữ ấm đôi chân các bác nhá. Đấy, rất đẹp luôn. Đây, bên ngoài này, cái đường tất nó rất là mịn này. Đó, rất là mịn luôn nhá. Logo Nike này. Con này là dòng tất cao cổ nhá, nó đi qua nó đi lên thì nó sẽ quá mắt cá chân một chút các bạn. Đấy, quá mắt cá chân một chút. Lên mã anh em sẽ là sản phẩm là lố tất của Nike 10 đôi. Đấy, lố tất 10 đôi của Nike thì đang có giá là đi 90k một lố nhá, 90k một lố. Thì hiện tại em đang có hai màu là màu đen và màu trắng nhá. Đấy, thì các bác lấy màu nào thì báo nha. Màu đen, màu trắng bán đồng giá là 90.000 cho một lố nhá, bán cả một lố luôn. 90.000 một lố 10 đôi. Đấy, 90k một lố này. Một lố 10 đôi sẽ có giá là 90k cho một lố nhá. 90k một lố thôi. Giá rất bình dân. Nói chung là các bác mua cả lố về mình dùng xài cả năm. Đấy các bác, Tết nhất nơi rồi. Mình mua về. Đấy, Tết nhất mình đi ok luôn nhá. Đấy, rồi các bác mua về mình đi ở nhà thứ giờ đi nó ấm chân. Đấy, đang mùa đông lạnh lẽo các bác đi nó ấm chân này. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái bộ kéo cắt tóc này. Nên em sẽ cái bộ kéo cắt tóc nhá. Bộ này thì cực kỳ uy tín luôn. Đấy, về các bác dùng để cắt tóc cắt tai. Đấy, ok luôn. Một cái bộ kéo cắt tóc này sẽ gồm có bác là hai cây nhá, một cây kéo cắt thường và một cây kéo cắt tỉa này. Hàng này thì của thương hiệu Kai có nhá, của thương hiệu Kai Japan. Đây của Kai. Đấy, Kai Japan này, con này là con kéo cắt thường nhá, con kéo cắt thường. Ngoài ra thì có một cái cây là con cây kéo cắt tỉa này. Đấy, hàng này thì cứ bao chất đi, cho yên tâm về chất lượng dùng ok lắm. Đây. Đấy, con này là con kéo cắt tỉa này. Đấy. Con này chuyên để bác tỉa tót này. Đấy, tỉa tót ok luôn. Hàng cũng của Kai Japan nhá. Hai cây nhá, một bộ là hai cây. Và có đi kèm cho bác là một cái bao đựng này nữa. Đấy, chống sốc, chống bị vênh kéo thứ này, chống rơi kéo vênh kéo này. Đấy, một bộ hai cây này. Giá thì em báo giá luôn, lên mã sẽ là phẩm là cái bộ kéo cắt tóc nhá. Đấy, bộ kéo cắt tóc. Bên em đang bán một bộ kéo cắt tóc này với giá sẽ là 140.000 một bộ nhá. Đấy, bộ kéo tóc nhá. 140k cho một cái bộ kéo tóc nha. Chỉ có 140.000 thôi. Giá rất là bình dân luôn, 140k một bộ nhá. Là bao gồm là hai cây nhá, bao gồm là hai cây. Đấy, hàng của Kai. Bình thường các bác mua bình thường ở những cái quán thứ người đang bán 500-600.000 bộ đấy. Bên em ôm lô được cái hàng này thanh lý xả kho. Đấy, bán nhanh nó luôn, chỉ có 140.000 bộ thôi. Đấy, của thương hiệu Kai Japan nhá, bộ kéo tóc hai cây. Đấy, có đi kèm với bác là cả một cái vỏ đựng này nữa các bác nhá. Vỏ đựng bằng da xịn sò ngon lành luôn. Tiếp theo thì em về tiếp cho bác cái mã gen con nhật này. Nhiều bác cứ hỏi là cái gen con nhật bên em có bán lẻ hay là bán kiểu dạng ít ít một không, thì nhiều khi các bác dùng không hết. Đấy, thì đây bên em sẽ bán theo một cái bó nhỏ nhỏ này là 10.000 một bó nhá. 10.000 bó thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là một cái combo một bó gen con nhật này. Một cái bó này của nó sẽ gồm có là 5 sợi nhá. Đây này, thì em đã cắt sẵn ra đấy và gói nhỏ nhỏ thành một bó này. Đấy, của nó sẽ là 5 sợi nhá. 5 sợi từ to đến nhỏ này. 1 sợi, 2 sợi, 3 sợi, 4 sợi, 5 sợi nhá. 5 sợi là từ 1 ly nhá. Sợi nhỏ nhất của nó sẽ là 1 ly cho đến sợi lớn nhất của nó sẽ là sợi 5 ly nhá. Cái này là dòng gen co nhiệt nhá. Khi mà các bác hơ lửa hoặc là kho nhiệt thì nó sẽ co vào nhá. Thay kiểu dạng băng dính điện cái thứ đó thì các bác chuyển sang dùng cái gen co nhiệt nhá. Đấy, các bác xỏ vào dây điện sau đó các bác hơ vào nó sẽ co vào nhá. Đấy, thì ở đây một cái combo này nó chỉ có 10.000 thôi. Về các bác dùng gia đình cái thứ ra. Đấy, gia đình thì không hay dùng nhiều, dùng ít thôi thì các bác mua cho em cái cục này. Nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, bỏ ra cho giúp em là 10.000. Một cái combo 5 sợi gen con nhật đã bó sẵn vào thành một bó nhỏ nhỏ này các bác nhá. Đấy, thì lên mã cho em sẽ là combo hoặc là một cái bó gen con nhật nha. Thì sẽ có giá là 10.000 thôi các bác nhá. Giá 10.000 thôi, giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy. Một số mã hàng thanh lý em xả kho cho bác luôn, đồng giá là 10.000 luôn. Giá rất rẻ luôn nhá, chỉ có 10.000. Về dùng gia đình một bó là chị em thả mã rồi. Đấy, vì gia đình dùng ít. Bác nào thợ thiền thì có thể mua thêm. Đấy, còn nói chung là gia đình thì các bác dùng 10.000 này thì thả mã luôn rồi. Đó.
một bó gen co nhiệt đó, hoặc là một combo 5 sợi gen co nhiệt này là 10.000 một combo nhá. Là sản phẩm dầu gió hàng sách tay chuẩn của Singapore nhá. Đấy. Hàng chuẩn của Singapore, rất xịn sò, ok. Đấy. Rất thơm và cực kỳ nóng luôn. Đấy, các bác đau nhức xương khớp các thứ ra. Bản này thì hàng này nó xuất cho thị trường Mỹ nhá. Đây này. Đấy. Made in Singapore nhưng mà xuất sang thị trường Mỹ này. Đấy, LA USA này, thấy không? Đó, rất ok luôn. Dầu gió Singapore nhá. Một cái chai này thì dung tích của nó sẽ là 24ml nhá, 24ml. Đấy, hàng các bác nhìn này, hàng tem bóng lên vân 7 màu là các bác biết là hàng chuẩn chính hãng nhau rồi. Đấy, các bác cứ nhận hàng kiểm tra cho em, yên tâm về chất lượng nhá. Hàng cam kết chuẩn chính hãng cho bác luôn. Đấy. Có tem tiếc đầy đủ hết luôn nhá. Giấy hướng dẫn sử dụng này. Đó, còn đây là chai dầu gió. Hàng này thì sẽ là hàng hai nắp nhá. Đấy, hàng hai nắp thì cái hàng hai nắp này thì để chống chỉ định là lại tại sao nó dùng xài cái hai nắp này thì để khi mà xài là trẻ con nó không mở được ạ. Đấy, trẻ con nó không mở được vì đôi khi là cái này chẳng may mà bắn vào mắt các thứ là rất là nguy hiểm. Đấy, cay mắt, rất khó chịu. Đấy thì tại sao lại làm hàng hai nắp thế, để an toàn là không, trẻ con nó bị mở là không mở được nhá. Đấy thì các bác muốn mở cái hàng hai nắp này, các bác ấn cho em xuống này, ấn xuống sau đó các bác xoáy ra. Đấy là các bác sẽ xoáy được nhá. Đấy là các bác sẽ xoáy được, có thấy không? Ấn chặt vào chưa? Ấn chặt vào. Đấy là khớp vào là sẽ xoáy được. Đấy, mùi rất thơm luôn. Đấy, chỉ cần xoáy nắp vào thôi các bác thấy mùi rất thơm. Đây, hàng chuẩn hai nắp luôn nhá. Rất xịn sò, các bác muốn xoáy thì các bác ấn cho em vào là ok. Đấy là sẽ khớp vào. Rất thơm. Một chai này là dung tích là 24ml này, hạn sử dụng của nó đến 2028 luôn. Đấy, hàng đết rất dài nhá. Một chai này là 24ml. Đấy, đây. Mã của nó là 24ml này, 24ml. Rồi, lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái dầu gió Singapore. Ở bên em đang gửi bác một cái chai dầu gió Singapore này với giá sẽ là 50k nhá. 50k một chai dầu gió Singapore này. Rất xịn sò, ok luôn. Hàng cam kết bác là hàng chuẩn chính hãng nhá. Vẫn còn nguyên siêu, gửi tay bác luôn, vẫn nguyên siêu. Đấy. Nhận hàng các bác cứ kiểm tra, bóc ra, test thử cho em, bôi thoải mái luôn. Rồi, các hàng rất là mới, rất là hay. Đó là cái phích cắm gập của nhá. Lên mã cho em cái phích cắm gập. Tại sao nó gọi là phích cắm gập thì đây, bình thường thì nó là một chiếc phích cắm sẽ thẳng nhai. Đấy, còn nếu các bác muốn gập thì các bác sẽ gập nó vào. Đó thì nó sẽ gập được một cái góc vuông 90 độ nhá. Hàng này của nó thì sẽ là hàng chân dẹt nên là rất là phù hợp. Ví dụ như các bác nào hay dùng những cái phích điện chân dẹt, đặc biệt là những cái phích mà hàng Nhật bãi là chuyên bên đấy người ta chuyên dùng chân dẹt nên là các bác mua con này cũng có thể là cắm được luôn. Đấy, và chân của nó sẽ là chân khâu đồng 100% nhá. Đấy, chân khâu đồng 100% rất xịn sò. Công suất của nó chịu tải lên đến là 16A. Đấy, mắc là 250V nhá, cực kỳ là trâu bò luôn. Đấy, và rất chắc chắn nhá. Và nó có thể gập nha. Đấy, những cái vị trí mà khe khía các thứ giờ. Đấy, bình thường là các bác hay cắm thẳng này nó rất là tốn diện tích nhá. Ví dụ các bác có đẩy sát cái tủ vào chẳng hạn. Đấy thì nó sẽ bị vướng cái phích này, thì đây. Bây giờ các bác mua cho cái phích này về các bác thay vào thì các bác sẽ gập vào thì nó sẽ úp vào này thì nó sẽ tốn được sẽ tiết kiệm được ít diện tích, các bác có thể là đẩy sát cái phần tủ của các bác vào này, rồi những cái chỗ vị trí các bác sắp xếp đồ thì nó sẽ cắm sát vào tường hoặc là những cái chỗ ổ điện nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy thì nó sẽ có thể gập vào này. Còn nếu các bác muốn dùng thẳng thì các bác đẩy nó ra. Đấy, còn không thì các bác muốn gập thì các bác gập nó vào này là các bác cắm thôi. Đấy, chân của nó sẽ là chân đồng nên là cái phần tiếp xúc nó rất là tốt nhá, nên là yên tâm. Đấy, không lo mô ve chập cháy nhá. Hàng chống va đập, chống vỡ, chống cháy nhá. Giá thì bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái phích cắm gập nhá. Đấy, phích cắm gập nó có thể gập vào một góc 9 độ nha. Đó. Giá nó hiện tại em đang bán sẽ là 15k một chiếc nhá. 15k một chiếc. Chân của nó sẽ là chân dẹt và chân là chân đồng nhá. Đấy, 15k một chiếc phích cắm chân dẹt này, rất tiện dụng. Đấy, nó có thể gập vào nha các bác nhá. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái phích cắm gập nhá. Phích cắm gập. Đó, đang gửi bác là 15k một cái phích cắm gập nha. Đó, 15k một chiếc. Đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm này. Đấy, bình thường này. Đấy, những cái chỗ vị trí khó ấy là các bác rất là đấy, ví dụ như những cái phần kê tủ rồi. Đấy, thì về các bác đấu cho em cái này vào này. Đấy, đấu nó vào, sau đó các bác lắp vào này. Đấy, các bác có thể gập vào đó, ví dụ những cái phần tủ tỉ cái thứ là các bác kê vào. Đấy, các bác gập nó vào rất là gọn gàng, ok. Đấy, đẩy sát tường thoải mái nhá, vô tư không lo nó ấy các bác nhá. Đây, đây là chiếc phích cắm có thể xoay chiều 90 độ, không tốn diện tích nhiều, thuận tiện cho việc quản lý dây điện và sắp xếp đồ đạc. Hơn nữa, việc tháo lắp cũng rất dễ dàng bởi có hệ thống dây dẫn ổn định và không dễ rơi ra. Cửa hàng đang giảm giá 50%, anh chị hãy nhanh tay đặt hàng để nhận ưu đãi ạ. Đó, rất là hay nhá. Đấy, nó có thể là gập lại này. Đấy, ví dụ như cái phần khe tường các bác muốn kê một cái tủ đấy ạ. Đấy, các bác gập vào là nó sẽ bị kịch cái phích bình thường. Còn cái phích này đó, các bác gập xuống này. Đó, nó rất là ok luôn. Gập vào nó rất là tiết kiệm diện tích nhá. Các bác có thể là kê tủ tiếp vào thoải mái cho em, không lo bị vướng quá nhá. Rất là hay. Đó, nó có thể gập gọn vào, gập một góc 90 độ nha.
Đó, rất hay. 15k một chiếc phích cam gập nhá, 15k một chiếc. Cái sản phẩm này cũng rất là nhiều bác hỏi này, đó là cái bộ nồi Đức 6 món nha, bộ nồi Đức 6 món hàng với shop tiếp tục hàng về này. Đấy, thì để phục vụ các bác cái dịp cuối năm các bác mua về để sử dụng gia đình các thứ này, rất ok luôn. Đó thì em báo giá luôn nhá, báo giá luôn. Giá này thì gần như là giá tốt nhất thị trường luôn. Lên mã em sẽ là cái bộ nồi Đức này, bộ nồi Đức. Bộ nồi Đức này thì bên em sẽ có hai hình thức thanh toán nhá. Các bác có thể chuyển khoản hoặc là mua trực tiếp ship code thôi nhá. Nếu mà chuyển khoản thì bên em sẽ tính cho bác sẽ là bao nhiêu nhỉ? 650.000 thôi nhá. Chuyển khoản hết thì sẽ là 650k. Và các bác nếu mà các bác mua ship code, đấy ship code thì sẽ là đi ship code thì giá sẽ là 700, hai cái chênh nhau 50.000 nhá. Và các bác mua thì sẽ đều được bao ship luôn. Giá này gần như là giá tốt nhất thị trường luôn đấy, không có giá này đâu các bạn. Đó. Đây. Mong các bác coi bộ nồi nhá. Đấy, nó sẽ gồm có là 6 món này, 1 2 3 4 5 xong một chảo nhá, 5 xong một chảo và đầy đủ đi kèm là nó có vung nắp đậy hết đầy đủ hết luôn. Rất là xịn luôn. Hàng mới nguyên siêu, hàng của Đức này. Made in Germany này. Đó, made in Germany luôn nhá. Quá xịn sò luôn. Đây, đó, giấy giếc đầy đủ luôn này. 6 sản phẩm này, 1 2 3 4 5 6 này, đó. Hàng của Đức nhá, made in Germany. Chuyển khoản hết thì sẽ là 650.000, còn các bác mua theo hình thức ship code thì sẽ là 700.000. Tùy nhu cầu nhá. Đấy thì em khuyên các bác thì các bác nếu mà các bác có tài khoản thì các bác nên chuyển luôn. Để bên em vừa gửi hàng nhanh và thứ hai là nó giá sẽ được giảm giảm các bác nhá, giá sẽ được giảm đây. Đầu tiên sẽ là một cái song to này, đấy một cái song to nhá, rất ok luôn. Hàng này của nó sẽ là hàng năm đáy năm lớp luôn này, đấy song to. Hàng này năm đáy năm lớp đầy đủ hết luôn nhá. Vung là toàn bộ vung của nó đều là vung kính cường lực trong suốt luôn. Đây, vung kính cường lực trong suốt này, rất là xịn sò nha. Đây, đáy năm lớp này, đó. England này, đó, rất ok nhá. Chữ trước là dập chìm hết luôn ở trên cái phần đáy song này. Đấy, 5 lớp luôn nhá. Đấy, 5 lớp luôn. Quá dày, rất là trắng luôn. Con này thì các bác dùng thì cứ bao dùng bao xài ra đi. Không có gì phải chê về cái sản phẩm này cả. Em bán rất là nhiều rồi. Đó, một thời gian bên em nghỉ không bán thì hàng nó cũng chưa đều. Đấy, đợt này thì hàng nó đều rồi nên là sẽ nhập số lượng lớn về để bán cho bác luôn. Đây, con này là con nhớ nhớ này. Có vung viếc đầy đủ hết luôn nhá. Đấy, có vung viếc đầy đủ hết luôn. Đây một con này nữa này. Đấy một con này nữa này. Thôi nói chung em quay lướt thôi, em không quay chi tiết đâu. Đó, vung viếc nói chung là đầy đủ, vung viếc đầy đủ hết luôn. Xong thì trực tiếp đây. Đấy, cái này con này nấu bột này hoặc các bác úp bát mì thứ đấy rất ok, có tay cầm nhá. Chắc chắn chất lượng luôn. Hàng bóng đẹp tuyệt vời luôn. Sáng trưng luôn này. Đấy. Dày dặn chắc chắn lắm nhá, tay cầm đầy đủ luôn, có vung viếc đầy đủ hết luôn nhá. Đây, có vung viếc ngon lành luôn này. Đó. Rồi đây là cái con chảo này. Đấy, trong cái bộ này là có một cái con chảo nhá. Chảo là có một lớp chống dính luôn. Đấy, chảo trong có lớp chống dính rất xịn sò. Đấy, con này đường kính chảo chắc có rơi khoảng tầm 25 cm nhá, rơi khoảng tầm 25 cm. Đấy, các bác dán xào nấu cho em thoải mái luôn nhá. Đó, hàng năm đáy này. Đó. Chữ chiếc đầy đủ ở cái phần đáy nồi này, chắc chắn. Bộ này thì các bác dùng thì yên tâm về bao dùng bao bền luôn. Đó, vung viếc đầy đủ nhá. Toàn bộ là đều có vung, 6 món là đều có vung hết luôn. Đây, 6 món là đều có vung hết đi kèm nhá. Sẽ gồm có là 1 2 3 4, 4 cái nồi này, 4 cái nồi có quay B này, một cái nồi có tay cầm như kiểu cái nồi nấu cháo này và một cái chảo rán luôn nhá. Tổng thì sẽ gồm có là 6 món hàng của Đức nhá. Đó. Em báo giá lại một lần nữa này. Các bác chuyển khoản hết thì giá sẽ là 650.000. Đấy. Chuyển khoản hết. Chuyển khoản hết là 650k. Còn các bác ship code là giá sẽ là 700k. Giá này là em sẽ bao ship cho bác tất luôn nhá, ưu đãi cực kỳ luôn. Đấy, giá sẽ được bao ship cho bác tất luôn. Đó. Đấy thì các bác có nhu cầu về cái sản phẩm này thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với hai cái số điện thoại nhé. Em đang gắn trực tiếp ở trên mình đây. Đấy các bác cùng xem lại một lần nữa đây. Đấy, bộ nồi rất là đẹp luôn. Hàng mới nguyên thùng nhá. Hàng các bác cứ kiểm tra sau đó các bác khui ra cho em. Bộ nồi Đức 6 món nhá. 6 món. Chuyển khoản
650.000, ship code 700. Hai giá này đều được bao ship luôn nhá. Đó thì các bác có thể tham khảo bộ này. Bộ này thì nói chung là cũng khá nhiều shop bán rồi và cũng giới thiệu rất là nhiều rồi, các bác cũng xem rất là nhiều rồi. Bây giờ quan trọng chủ yếu là cái giá thôi. Đấy, cái giá thì nó tốt thì các bác mua nhá, xúc luôn. Đó. Một cái lưu ý nhỏ nhỏ là nhiều bác hỏi là cái bộ nồi này có đun được bếp từ không? Đấy thì em nói luôn nhá, cái bộ nồi này thì các bác có thể đun các loại bếp luôn nhá. Đấy, từ bếp ga, bếp từ, bếp củi, bếp dơm, bếp hồng ngoại, tất cả các loại bếp luôn. Con này nó không kén bếp đâu nhá, không kén bếp đâu. Bếp nào các bác cũng đun được hết nhá, đặc biệt là bếp từ đun được hết luôn nhá. Đấy, đặc biệt là bếp từ đun được hết luôn, nên các bác yên tâm là sử dụng thoải mái.